Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 78. Tất cả mọi người trong tinh không đều nhìn Diệp Quân. Người đàn ông mang đao không hề che giấu sự thù địch trong mắt. Diệp Quân im lặng. Hắn biết rõ tất cả mọi người đều đang tò mò hắn đã lấy được gì từ người bí ẩn kia, thậm chí còn đang nghĩ làm cách nào để cướp lấy. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên cung kính hành lễ với người bí ẩn đã biến mất phía xa, tạm biệt sư phụ. Sư phụ. Nghe hắn nói thế, mọi người đều thoáng sửng sốt. Người này nhận người bí ẩn kia làm sư phụ. Cái quái gì vậy? Đại tông cao mày, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Cô gái mặc áo bào trắng cũng nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt tò mò. Sắc mặt người đàn ông mang đao thì vô cùng khó coi. Diệp Quân không nói gì mà kéo Nhất Niệm xoay người rời đi, lúc này cửa đá đã mở. Diệp Quân nhanh chóng dẫn theo Nhất Niệm biến mất ở cách đó không xa. Sau đó Đại Tôn cũng dẫn theo mọi người sau lưng mình rời đi. Cô gái mặc áo bào trắng nhìn những quan tài máu kia, sau đó cũng dẫn mọi người rời đi. Người đàn ông mang đao đứng im tại chỗ một lúc, sau đó gã ta cũng nhìn những quan tài máu ở phía xa, trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên, sau đó gã ta xoay người rời đi. Tinh không này nhanh chóng yên lặng trở lại. Bên ngoài. Trong một đám mây nào đó, Đại Tôn im lặng nhìn chân trời phía xa. Ông lão tóc bạc bên cạnh hắn ta trầm giọng nói, thiếu chủ, chắc chắn quan tài máu kia không phải thứ tầm thường, chúng ta có cần. Đại Tôn im lặng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ông lão tóc bạc thắc mắc, vì sao? Đại Tôn nhìn khe rách sâu bị kiếm quang chém ra, cười nói, Khải lão, ông cảm thấy thiếu niên kia có phải người bình thường không? Ông lão tóc bạc lắc đầu. Người này khí chất không tầm thường, còn được người bí ẩn kia coi trọng, đương nhiên không phải người bình thường, nhưng theo ta thấy hành động cúi chào cuối cùng và tiếng gọi sư phụ của cậu ta có lẽ là muốn hù dọa chúng ta, để chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại Tôn gật đầu, ta biết, sư phụ. Tất nhiên bọn họ sẽ không bị Diệp Quân lừa, đương nhiên vẫn phải có khả năng quan sát một chút. Ông lão tóc bạc trần trừ một lúc rồi nói, thiếu chủ, có lẽ người này không đơn giản. Nhưng không thể hơn nền văn minh quân lâm của chúng ta được. Đại Tôn lắc đầu, Khải lão, không thể suy nghĩ như thế được, vũ trụ rộng lớn có vô số nền văn minh, dù nền văn minh quân lâm chúng ta là nền văn minh vũ trụ cấp 4, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ là chúng ta đã vô địch, phải biết rằng trong lịch sử vũ trụ vô tận có không biết bao nhiêu nền văn minh cấp 4 đã diệt vong đấy. Ông lão tóc bạc gật đầu, đúng là thế. Đại Tôn nhìn chân trời phía xa. Nhẹ giọng nói, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp nhau, thiếu niên này đã luôn nhún nhường và khiêm tốn, hắn còn cố ý che giấu thực lực của mình, hơn nữa khi đối mặt với chúng ta và nền văn minh Tu La, hắn ta còn không hề có vẻ sợ hãi, sự sợ hãi thi thoảng thể hiện ra cũng chỉ là giả vờ. Nói đến đây, hắn ta híp mắt lại, điều quan trọng nhất là hắn có thể mặc cả với người bí ẩn đó. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói, thiếu chủ nghi ngờ hắn cũng là người của nền văn minh cấp 3 ư. Đại Tôn cười đáp, khó nói lắm, dù sao chắc chắn là người này không đơn giản, dưới tình huống chưa hiểu rõ kẻ thù mà tùy tiện đối đầu vừa ngu xuẩn vừa mạo hiểm, dẫu sao cũng có người nôn nóng với chúng ta. Ông lão tóc bạc nói, nền văn minh Tu La. Đại Tôn quay đầu nhìn lại rồi cười khẽ, không nói gì. Ở một nơi khác, sau khi cô gái áo bào trắng dẫn mọi người rời đi, bàn thống lĩnh ở sau lưng cô ta trần trừ một lúc rồi nói, học sĩ tối thượng. Trên người thiếu niên kia có bảo vật. Cô gái quay đầu nhìn về phía bàn chỉ huy, bàn thống lĩnh, hình như cô có thành kiến với hắn à. Sắc mặt bàn chỉ huy hơi thay đổi, cô ta vội nói, không có, chỉ là người này. Cô gái lắc đầu, bàn thống lĩnh, cô có nhìn ra được thiếu niên kia không hề đơn giản không? Bàn thống lĩnh cúi đầu, không nói gì. Cô gái lại nói, có lẽ cô đã nhìn ra nhưng cô lại bỏ qua điều đó, vì sao? Vì cô cho rằng dù hắn có không đơn giản đến mấy cũng không phải đối thủ của nền văn minh Tu La chúng ta, đúng không? Bàn thống lĩnh nhìn cô gái áo bào trắng, không dám nói gì. Cô gái lắc đầu, bàn thống lĩnh, ta biết mấy năm gần đây cô chinh chiến vũ trụ, những nơi mà cô đi qua đều không có ai chống lại được chúng ta, vì thế cô coi thường tất cả nền văn minh trên vũ trụ, nhưng cô phải hiểu vũ trụ rộng lớn, vô cùng vô tận. Có không biết bao nhiêu nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ mà chúng ta chưa biết, nếu nền văn minh Tu La chúng ta cảm thấy mình là một tồn tại vô địch thì đã cách diệt vong không xa rồi.
Bàn thống lĩnh cúi người, không dám nói gì. Cô gái áo bào trắng nói tiếp, thiếu niên kia không đơn giản chút nào, dù hắn chỉ có cảnh giới thần đạo, nhưng sức chiến đấu chân chính của hắn không thua kém gì cô đâu. Bàn thống lĩnh cúi đầu, không nói gì. Cô gái áo bào trắng lại nói, ta biết cô không phục, cũng không tin, nhưng chẳng sao cả, tiếp theo cô cứ đứng nhìn là được, đừng gây chuyện với hắn, nếu không ta sẽ không tha cho cô. Sắc mặt bàn thống lĩnh hơi thay đổi, cô ta vội nói với giọng điệu cung kính, thuộc hạ tuân lệnh. Đương nhiên cô ta không dám làm trái lời cô gái trước mắt, dù đối phương không phải cấp trên trực tiếp của cô ta, nhưng dù là cấp trên trực thuộc của cô ta cũng không dám làm trái lời cô gái này. Học sĩ tối thượng. Địa vị của người này trong nền văn minh Tu La là thần thánh, dù là Tu La vương người đứng đầu nền văn minh Tu La cũng phải nhún nhường một chút. Sau khi cảnh cáo bàn thống lĩnh, cô gái áo bào trắng vốn định rời đi, nhưng nghĩ đến điều gì nên cô ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, mọi người về trước đi. Dứt lời, cô ta biến thành một tia sáng biến mất ở cuối chân trời. Một thị vệ Tu La ở sau lưng bàn thống lĩnh chợt nói, bàn thống lĩnh, học sĩ tối thượng này có cẩn thận quá không vậy, thiếu niên kia ở trong nền văn minh Tu La của chúng ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, vì sao? Im miệng, bàn thống lĩnh đột nhiên quát một tiếng ngắt lời thị vệ kia. Cô ta lạnh lùng nhìn thị vệ bên cạnh, sao ngươi và ta có thể hiểu được suy nghĩ của học sĩ tối thượng chứ? Thị vệ không dám nói nữa. Bàn thống lĩnh ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời bằng ánh mắt lạnh như băng. Cô ta vẫn luôn coi thường thiếu niên kia, vì trong lần đầu tiên gặp nhau, đối phương có vẻ rất hèn nhát, cô ta không tin sau lưng một người hèn nhát như thế sẽ có nền văn minh lớn mạnh gì. Dù có thì có làm sao? Nền văn minh Tu La phải sợ à? Ở một hướng khác, Diệp Quân dẫn theo nhất niệm ngự kiếm di chuyển trong mây. Diệp Quân đột nhiên dừng lại, vì có một cô gái đang đứng trước mặt hắn không xa. Học sĩ tối thượng của nền văn minh Tu La kia. Diệp Quân bình tĩnh nhìn cô ta, có chuyện gì à? Cô gái áo bào trắng khẽ mỉm cười, đương nhiên có chuyện mới đến tìm ngươi chứ. Diệp Quân im lặng. Cô gái chợt nói, ta có thể sờ ngươi một cái không? Hả? Diệp Quân ngây người, cô vừa nói gì? Cô lặp lại lần nữa xem. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quân, cô gái áo bào trắng thoáng sửng sốt, sau đó hiểu ra lời nói của mình có ý nghĩa khác nên lập tức cười giải thích, là thế này, ta có cảm giác huyết mạch của công tử rất không đơn giản, vì thế muốn cảm nhận trong khoảng cách gần, chứ không có ý gì khác cả. Không có ý gì khác cả. Diệp Quân hơi dở khóc dở cười, ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, thật sự là vì lời của các hạ. Nói đến đây, hắn ta cười khẽ, sau đó đổi chủ đề, các hạ có thể cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của ta à? Lúc này hắn đã hơi đề phòng. Sức mạnh huyết mạch của hắn vẫn luôn bị hắn che giấu, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của Tháp Gia, hắn không ngờ cô gái trước mặt lại có thể cảm nhận được. Cô gái áo bào trắng gật đầu, công tử che giấu sức mạnh huyết mạch rất kỹ, người ngoài đúng là khó phát hiện ra được, nhưng huyết mạch của ta khá đặc biệt, vì thế ta có thể cảm nhận được huyết mạch của công tử. Diệp Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, huyết mạch đặc biệt. Cô gái khẽ mỉm cười, sau đó cô ta mở lòng bàn tay, một giọt máu tươi chậm rãi bay ra từ trong lòng bàn tay của cô ta, cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nhìn giọt máu tươi kia, nó có màu đỏ nhạt, bên trong chứa đựng sức mạnh rất kinh khủng, tuy sức mạnh này không thể hiện ra ngoài, nhưng thời không xung quanh hoàn toàn không chịu được nên dần trở nên hư ảo. Cô gái áo bào trắng nói, đây là huyết mạch Tu La, thiên về chiến đấu. Diệp Quân nhìn về phía cô gái khẽ mỉm cười, thuộc tính huyết mạch của công tử là gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, điên. Cô gái sững sờ, sau đó hỏi lại, điên ư? Diệp Quân gật đầu, phải. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một giọt máu tươi bay đến trước mặt cô gái áo trắng. Huyết mạch phong ma. Cô gái mở lòng bàn tay, giọt máu chứa đựng huyết mạch phong ma kia rơi vào lòng bàn tay của cô ta. Cô ta nhìn giọt máu trong tay, nét mặt dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau đó, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, huyết mạch của công tử thật sự rất không đơn giản. Diệp Quân cười khẽ, không nói gì. Cô gái áo bào trắng chợt nói, công tử, nếu sau này có cơ hội, người có thể đến làm khách ở nền văn minh Tu La.
Diệp Quân lập tức lắc đầu, ta sẽ không đi. Cô gái thắc mắc, vì sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, cô gái áo giáp đen bên cạnh cô trước đó muốn giết ta. Cô gái cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, một huy hiệu màu đỏ như lửa bí ẩn bay ra từ trong lòng bàn tay cô ta, cuối cùng dừng lại trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nghi ngờ hỏi, đây là... Cô gái đáp, đây là huy hiệu học sĩ của ta, tượng trưng cho thân phận, người giữ huy hiệu này, nếu sau này gặp phải người của nền văn minh Tu La thì đưa cho bọn họ xem, bọn họ sẽ không dám đối địch với ngươi đâu. Diệp Quân nhìn cô gái, vì sao? Cô gái áo bào trắng giải thích, dù nền văn minh Tu La hiếu chiến, nhưng chúng ta cũng rất thân thiện. Tuy ta không biết công tử đến từ nền văn minh nào, nhưng ta đại diện nền văn minh Tu La để kết bạn với Diệp công tử. Diệp Quân im lặng. Cô gái nói tiếp, trong huy hiệu có bản đồ vị trí của nền văn minh Tu La, nếu công tử muốn đến đó thì cứ sử dụng nó là được, ta rất mong công tử sẽ đến, lúc đó chúng ta có thể trao đổi thảo luận về huyết mạch. Diệp Quân khẽ mỉm cười, được. Cô gái cười khẽ, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Sau khi cô gái áo bào trắng rời đi, Diệp Quân nhìn huy hiệu trong tay mình, sau đó cười khẽ chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn theo Nhất Niệm tiến vào trong tiểu tháp. Vừa tiến vào tiểu tháp, Diệp Quân đã lập tức sững sờ. Vì sao hắn lại dẫn Nhất Niệm vào đây? Sau khi vào trong tiểu tháp, Nhất Niệm chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Đương nhiên Diệp Quân vẫn còn hơi đề phòng Nhất Niệm, dù sao hắn và đối phương cũng chỉ mới quen biết được mấy ngày, sao có thể tin tưởng đối phương tuyệt đối được. Hơn nữa vừa nhìn đã biết Nhất Niệm này không phải một kẻ hiền lành. Đột nhiên đưa đối phương vào trong tiểu tháp hoàn toàn là hành động trong vô thức. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm chớp mắt, sau đó khẽ mỉm cười. Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói cô. Nói đến đây thì hắn dừng lại, không biết nên nói gì. Nhất Niệm mỉm cười, nghi ngờ hỏi lại ta. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, không có gì, cô ở lại đây một lát, ta có việc cần xử lý, nếu cô muốn rời đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Nhất Niệm đưa mắt nhìn xung quanh, cô ta mở lòng bàn tay. Thời không xung quanh đột nhiên dao động, sau đó, cô ta chậm rãi nhắm mắt, nét mặt dần trở nên nặng nề. Ở một nơi khác, Diệp Quân bước đi trên bờ biển, hắn thầm hỏi, tháp gia, người thật sự không cảm nhận được chỗ không tầm thường của Nhất Niệm kia à? Tiểu tháp khẳng định, chắc chắn không phải một kẻ tầm thường, nhưng ta cũng không thể nói rõ được là không tầm thường ở đâu. Diệp Quân im lặng, tiểu tháp nói tiếp. Nhưng hiện tại thì thấy cô ta không có thái độ thù địch với ngươi, có lẽ là tò mò thôi. Diệp Quân híp mắt, cô ta cố ý tiếp cận ta. Tiểu tháp đáp, chắc là thế. Diệp Quân im lặng suy nghĩ. Đối phương cố ý tiếp cận hắn là vì mục đích gì? Đối phương có phải đến từ vũ trụ quan huyên không? Nếu không phải thì cô ta đến từ nơi nào? Hay là đối phương cảm nhận được hắn có bảo vật nên mới tiếp cận? Nhưng không có khả năng này cho lắm, vì đối phương chưa từng tỏ vẻ hứng thú với kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân cảm thấy khó hiểu. Lúc này, tháp gia chợt nói, đừng quan tâm nhiều như thế, cô ta không có lòng thù địch là được. Diệp Quân gật đầu, sau đó mở lòng bàn tay, nhẫn không gian được người bí ẩn tặng xuất hiện, hắn động tâm niệm, một tia sáng màu đen bay ra từ bên trong, cuối cùng rơi xuống chỗ cách hắn khoảng trăm trượng. Tia sáng đen tản đi. Một hình nộm xuất hiện, hình nộm làm từ một chất liệu đặc biệt không biết tên, đen nhánh bóng loáng, lóe lên ánh sáng bí ẩn, sau lưng nó còn có một tấm khiên tròn màu đen lơ lửng, tay phải cầm đao. Không hề có hơi thở. Diệp Quân cẩn thận quan sát hình nộm, hắn mở lòng bàn tay, trong nhẫn không gian có một lá bùa bay ra, Diệp Quân vừa cầm lên, lá bùa kia đã bay thẳng vào trong cơ thể của hình nộm. Oanh! Trong nháy mắt. Hình nộm đã bộc phát một khí thế đáng sợ. Diệp Quân vung tay áo, một tia kiếm ý bay ra ngăn cản toàn bộ khí thế kia. Lúc này, hình nộm chậm rãi mở mắt, đôi mắt một màu đen nhánh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà Diệp Quân phát hiện hắn đã thành lập một liên kết nào đó với hình nộm này, nói một cách đơn giản thì hắn có thể điều khiển được nó. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó bắt đầu điều khiển cho hình nộm ra tay với hắn. Vụt,
Một tia hàn quang lập tức chém về phía Diệp Quân. Đao nhanh như tia chớp khiến Diệp Quân không kịp phản ứng, chỉ đành dùng kiếm ý bảo vệ cơ thể. Ầm, một đao đã thoáng chốc khiến Diệp Quân bay xa cả nghìn trượng. Hắn vừa mới dừng lại đã có thêm một đao chém tới. Lần này Diệp Quân đã chuẩn bị tâm lý, hắn khẽ nâng ngón cái, một kiếm ý bay ra chống lại chiêu đao đó. Ầm, trong nháy mắt, Diệp Quân đã lùi lại gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại mạnh đến thế. Hắn không ngờ hình nộm này lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Lúc này, hình nộm kia đột nhiên chĩa đao vào giữa chân mày, cơ thể nó thoáng chốc trở nên hư ảo. Ngay sau đó, con người Diệp Quân chợt co lại, thời không xung quanh hắn chợt xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, sau đó, vô số đao mang chém về phía hắn. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, không dám coi thường, lập tức sử dụng kiếm vực. Oanh! Vô số kiếm quang trong kiếm vực hội tụ lại với nhau. Hai sức mạnh cường đại vừa mới tiếp xúc, một cơn sóng xung kích đáng sợ đã thoáng chốc lan ra khắp xung quanh, cùng lúc đó, kiếm vực vỡ tan tành. Sau đó, những tiếng đao kiếm va vào nhau vang lên. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, đánh tới đánh lui, liên tục sử dụng những chiêu thức hiểm ác, hơn nữa còn rất nhanh chóng dứt khoát, không hề có chút màu mè nào. Cứ thế khoảng một canh giờ trôi qua, Diệp Quân dừng lại, hắn cũng điều khiển cho hình nộm dừng lại. Lúc này trên người hắn có hơn 100 vết đao, máu tươi liên tục chảy ra từ trong cơ thể, bây giờ hắn tựa như một người máu. Trên người hình nộm kia cũng có rất nhiều vết kiếm, nhưng sau đó nó đã nhanh chóng lành lại. Diệp Quân hít sâu một hơi rồi nhìn hình nộm phía xa, hắn thật sự rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ. Phải biết rằng hắn là võ thần, về mặt cận chiến hắn gần như là vô địch, nhưng khi nãy hắn lại bị hình nộm trước mặt áp đảo bằng ý thức. Chỉ áp chế bằng ý thức. Lần gần đây nhất bị áp chế bằng ý thức là khi đối luyện với An Võ Thần. Ý thức của hình nộm này không bằng An Võ Thần, nhưng nó vẫn rất mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều lối đánh mới mẻ và độc đáo mà hắn chưa từng nhìn thấy. Đáng để học tập. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía hình nộm kia, hét miệng cười, tiếp tục đi. Dứt lời, hắn hóa thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Gần như cùng lúc đó, hình nộm kia cũng biến mất theo. Chẳng mấy chốc, một người một hình nộm lại đại chiến lần nữa. Bên ngoài, trong một đám mây nào đó, một người đàn ông áo đen đưa mắt nhìn xuống bên dưới với nét mặt vô cùng u ám. Chính là người đàn ông mang đao kia. Đi ra từ trong di tích nền văn minh, gã ta không có chút thu hoạch nào, đây thật sự là một sự sỉ nhục. Lúc này, thời không sau lưng gã ta chợt rung động. Sau đó có một nhóm cao thủ bí ẩn chậm rãi xuất hiện, nhóm có 12 người, đều là cao thủ 9 phần thần tính, khí thế mạnh mẽ, trên người còn tản ra sát khí rất dữ dội. Một cao thủ cúi người nói, thiếu chủ. Người đàn ông mang đao gật đầu, có người lấy được một thần vật siêu cấp từ trong di tích nền văn minh bí ẩn kia, tuy ta có lòng tin sẽ giết được hắn, nhưng người này cũng không đơn giản, có lẽ sau lưng có người chống lưng, vì thế để tránh sơ suất nên mới gọi các ngươi đến giúp đỡ. Cao thủ kia nói với giọng điệu cung kính, không biết đối phương là người của nền văn minh vũ trụ nào. Người đàn ông bình tĩnh đáp, người của một nền văn minh miễn cưỡng xem là cấp 1. Cao thủ kia nhất thời sửng sốt, nền văn minh miễn cưỡng xem là cấp 1. Người đàn ông mang đao gật đầu, cũng có thể là cấp 2, ta cũng không rõ, nhưng người này chỉ có cảnh giới thần đạo, dù có chỗ dựa cũng không đáng để bận tâm. Dứt lời. Gã ta nhìn về phía cuối chân trời xa xa. Nền văn minh quân lâm. Đương nhiên gã ta không dám gây hấn, càng không dám gây hấn với nền văn minh tu la. Còn thiếu niên kiếm tu kia. Lần này vừa là cướp đi báo vật cũng vừa là chút giận. Bị nền văn minh quân lâm bắt nạt, gã ta có thể chịu, dù sao thực lực cũng không bằng người ta, nhưng gã ta không chịu được việc bị thiếu niên kiếm tu kia sỉ nhục. Cao thủ ở bên cạnh người đàn ông mang đao trầm giọng hỏi, thiếu chủ, bây giờ người đó đang ở đâu? Người đàn ông nhìn về phía biển mây vô cùng vô tận kia với ánh mắt lạnh lùng, ở sâu trong biển mây đó. Cao thủ kia hỏi, ra tay ngay bây giờ luôn sao? Nhưng người đàn ông mang đao lại lắc đầu, cứ đợi đã. Cao thủ kia hơi khó hiểu. Người đàn ông bình tĩnh nói, nhạc lão sắp đến rồi. Nghe thấy thế.
sắc mặt mấy cao thủ sau lưng đều thay đổi. Người đàn ông nhìn về phía biển mây xa xa, sau đó gã ta chậm rãi nhắm mắt lại. Gã ta không bị ngốc, đương nhiên biết thiếu niên kiếm tu đó không đơn giản, nếu không sao đối phương dám đến nơi này với thực lực cảnh giới thần đạo được. Hơn nữa còn nhận được sự tán thành của người bí ẩn kia. Vì thế để tránh có sơ sót, gã ta còn gọi một cao thủ cảnh giới 10 phần thần tính, mục đích là vì giết chết thiếu niên kiếm tu kia, không cho đối phương bất cứ cơ hội trở mình nào. Làm việc gì cũng thế, hoặc là không làm, nếu làm thì phải dứt khoát một chút, không thể để lại tai họa về sau. Gã ta vẫn hiểu đạo lý này. Trong tiểu tháp, Diệp Quân vẫn còn chiến đấu với hình nộm kia, lúc này trên người hắn lại xuất hiện rất nhiều vết đao liên tục chảy ra từ trong cơ thể hắn, không lâu sau đó hắn lại trở thành một người máu. Nhưng hắn càng đánh lại càng hưng phấn. Vì đã lâu rồi hắn không đánh nhau đã như thế. Sau một khoảng thời gian chiến đấu, khí thế và kiếm ý của hắn cũng liên tục được tăng cường, thật sự thì sức chiến đấu ngang tài ngang sức sẽ khiến người ta phát triển tốt nhất. Cứ thế mấy năm trôi qua, lúc đầu Diệp Quân còn bị áp chế, đến bây giờ hắn đã có thể áp chế ngược lại hình nộm. Vì những năm gần đây, hắn đã hiểu rõ chiêu thức của nó, dù nó vẫn có thể tùy cơ ứng biến, nhưng dù sao cũng không phải là người thật. Mà hắn cũng nhờ chiến đấu không ngừng mà tăng từ một phần thần tính lên hai phần thần tính. Diệp Quân đứng tại chỗ, xung quanh hắn có đao quang liên tục lóe lên, nhưng Diệp Quân vẫn cố thể đối phó một cách dễ dàng, không hề lùi bước. Cứ thế sau mấy canh giờ, vô số tia đao quang kia đều bị Diệp Quân ngăn lại. Hắn không tấn công mà vẫn luôn phòng thủ. Sau mấy canh giờ, hắn dễ dàng tránh được tất cả đòn tấn công của hình nộm. Diệp Quân đột nhiên cầm kiếm đâm về phía trước. Vụt! Trong nháy mắt, theo những tia đạo quang vỡ tan tành, hình nộm kia lập tức bị đẩy lui mấy nghìn trượng. Vừa dừng lại, trên người hình nộm đã xuất hiện rất nhiều vết nứt. Diệp Quân chậm rãi mở mắt, hắn hơi nhếch môi nhìn hình nộm phía xa. Hai phần thần tính. Không chỉ có thế, sức chiến đấu và kiếm ý của hắn cũng tiến bộ rất nhiều. Có thể nói, hiện tại cao thủ 10 phần thần tính đã không uy hiếp được hắn nữa rồi. Lúc này, vết thương trên người hình nộm kia nhanh chóng lành lại. Thấy thế, Diệp Quân nhất thời hơi ngạc nhiên, trong lúc giao chiến với hình nộm này, hắn phát hiện năng lực tự chữa lành của nó rất kinh khủng, nhưng đương nhiên là không thể bằng hắn được. Diệp Quân cẩn thận nghiên cứu hình nộm, hắn phát hiện sở dĩ hình nộm khôi phục nhanh như thế là vì chất liệu đặc biệt của nó. Đây là một loại kim loại đặc biệt mà hắn chưa từng thấy. Lúc này, tiểu tháp chợt nói, người mau đi xem cô gái kia, mẹ kiếp, người nhanh lên, yếu đến mức không thể miêu tả được. Nghe thấy lời của tháp gia, Diệp Quân nhất thời sửng sốt, nhất niệm làm sao? Diệp Quân không dám suy nghĩ nhiều mà biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở trước mặt nhất niệm, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Quân ngây người. Thời không xung quanh cô ta đã trở thành một dáng vẻ kỳ lạ như bị dao cắt thành vô số mảnh, nhất niệm nằm bên trong, hai tay cô ta chơi đùa thời không trước mặt, sau đó những mảnh thời không kia lại bắt đầu sắp xếp lại, sau đó thân thể nhất niệm lúc hư lúc thực, lúc biến mất, lúc xuất hiện một cách kỳ lạ. Trong thời không kỳ lạ đó, nhất niệm chơi đùa ngày càng hăng say, mãi đến khi thời không xung quanh bắt đầu rung động dữ dội, không chỉ thế mà nó còn dần trở nên hư ảo. Thấy khung cảnh trước mắt, Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, tháp gia, cô ta đang làm gì thế? Tiểu tháp lo lắng nói, người mau bảo cô ta dừng lại, ta sắp không chịu được nữa rồi. Nghe thấy thế Diệp Quân vội nói, nhất niệm. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Quân, nhất niệm trong thời không kỳ lạ đột nhiên dừng lại, cô ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, sau đó cười khẽ rồi tiến lên một bước, vừa bước tới, thời không sau lưng cô ta lập tức bình thường trở lại. Thời không vốn rung động xung quanh cũng trở nên phẳng lặng. Diệp Quân vội hỏi, nhất niệm, khi nãy cô vừa làm gì đấy? Nhất niệm khẽ mỉm cười, sau đó nói, thời gian. Giọng nói vẫn rất mềm mại và dịu dàng. Diệp Quân nghi ngờ, thời gian. Nhất niệm gật đầu, ừm. Diệp Quân trầm giọng nói, có thể nói rõ hơn không? Nhất niệm giải thích, xây dựng lại thời gian. Diệp Quân càng nghi ngờ hơn, xây dựng lại thời gian. Nhất niệm chớp mắt, ngươi không biết à? Diệp Quân. Thấy Diệp Quân ngơ ngác, nhất niệm cười khẽ, không nói gì.
Diệp Quân khiêm tốn thỉnh giáo, xây dựng lại thời gian là gì? Nhất Niệm nhìn Diệp Quân, cô ta chớp mắt, dường như bị khó xử vì vấn đề này. Thấy nét mặt ngây thơ của Nhất Niệm, Diệp Quân nhất thời hơi ngượng ngùng, vì nét mặt của đối phương như đang nói chuyện đơn giản như thế mà ngươi cũng không biết à. Nhất Niệm chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui một lúc, sau đó cau mày. Diệp Quân thắc mắc, cô gái này đang làm gì vậy? Một lát sau, Nhất Niệm dừng bước rồi nhìn về phía Diệp Quân, nói với vẻ ngượng ngùng, ta không biết nên giải thích với ngươi thế nào. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Ha ha! Tiểu Tháp đột nhiên bật cười. Diệp Quân im lặng. Thật sự thì hắn cảm thấy hơi tổn thương, hơn nữa còn không thể phản bác, đương nhiên hắn còn nghĩ Nhất Niệm trước mắt thật sự rất không bình thường. Nhất Niệm là người đầu tiên từ trước đến giờ có thể xây dựng lại thời không của nơi này. Nói một cách khác thì khả năng khống chế và điều khiển thời gian của cô ta chắc chắn rất kinh khủng. Người như thế không chỉ là cảnh giới thần đạo được. Nghĩ vậy, Diệp Quân cười nói với Nhất Niệm, vậy cô có thể dạy ta không? Nhất Niệm hơi do dự. Diệp Quân mỉm cười nói, không được à. Nhất Niệm nhìn Diệp Quân, sau đó nhỏ giọng đáp, ngươi, có lẽ hơi yếu, không thể chịu được sức mạnh thời gian. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Ha ha, Tiểu Tháp lại bật cười một lần nữa. Thật sự rất hiếm khi nhìn thấy thằng nhóc này chịu thiệt, hơn nữa còn không thể phản bác. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, ta yếu đến mức nào. Nhất Niệm im lặng nhìn Diệp Quân, không đáp. Diệp Quân cười nói, cứ nói đi đừng ngại. Nhưng Nhất Niệm lại lắc đầu. Diệp Quân mỉm cười, cứ nói đi, ta muốn biết, cô yên tâm, ta sẽ không bị tổn thương đâu, tố chất tâm lý của ta rất mạnh. Nhất Niệm chần chừ một lát rồi nói, yếu đến mức không thể miêu tả được. Diệp Quân. Ha ha. Tiểu Tháp lại cười to một lần nữa, cười rất lố lăng. Lần này Diệp Quân không nói gì thêm nữa. Đương nhiên không phải vì tức giận mà là vì khiếp sợ. Thực lực của hắn bây giờ không bằng được Độc Khai Nhất Đạo, nhưng chắc chắn không thua kém gì cao thủ 10 phần thần tính, nhưng dù là thế hắn vẫn yếu đến mức không thể miêu tả được trước mặt Nhất Niệm. Cô nương này mạnh đến mức nào? Hắn không cảm thấy Nhất Niệm đang nói dối, vì cô gái này có thể xây dựng lại thời không đặc biệt của nơi này. Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó nói, cô cố ý đến tìm ta à? Hắn vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề, nếu đối phương không có lòng thù địch thì chắc là vì chuyện khác, mà hắn thật sự thấy tò mò, rốt cuộc đối phương đến tìm hắn vì chuyện gì, hơn nữa rõ ràng Nhất Niệm này không phải người của vũ trụ Quan Huyên. Mà hắn vừa rời khỏi vũ trụ Quan Huyên, cũng không quen biết người ở nơi khác. Nhất Niệm chớp mắt, không nói gì. Thấy Nhất Niệm im lặng, Diệp Quân lắc đầu cười khẽ tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn không hỏi vấn đề này nữa mà lấy một que kẹo hồ lô ra đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm nghi ngờ nhìn que kẹo hồ lô trước mặt. Diệp Quân cười nói, nếm thử đi. Nhất Niệm hơi chần chừ, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô, đang muốn ăn thì Diệp Quân chợt nói, đợi đã. Dứt lời, hắn nhận lấy kẹo hồ lô, sau đó giấy gói ra, cười nói, bây giờ nếm thử đi. Nhất Niệm khẽ mỉm cười, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô liếm nhẹ, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất ngon, vì thế cô ta lại ăn thêm. Diệp Quân cười hỏi, có thích không? Nhất Niệm vội gật đầu, ngon. Dứt lời, cô ta tiếp tục ăn kẹo hồ lô, sau đó càng ăn càng nghiện. Diệp Quân nghiêm túc nói, đây là thứ quý giá nhất ở vũ trụ ta. Tên là kẹo hồ lô, được làm từ đạo quả cấp tiên trong truyền thuyết, 5 vạn năm nở hoa một lần, 5 vạn năm kết quả một lần, có lẽ trong toàn vũ trụ chỉ còn lại sâu kẹo này thôi. Tiểu Tháp, Nhất Niệm chớp mắt, sau đó hỏi, cái này, quý giá như thế à? Nói xong, cô ta vội vàng trả kẹo hồ lô lại cho Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm đưa kẹo hồ lô tới, hắn im lặng. Sở dĩ hắn nói như thế đương nhiên không phải vì muốn lừa Nhất Niệm, mà là muốn thăm dò. Cô gái này thật sự không biết kẹo hồ lô. Người mà cả kẹo hồ lô cũng không biết, rốt cuộc phạm vi và cấp bậc nơi cô ta ở phải ở mức độ nào. Diệp Quân lắc đầu, không suy nghĩ đến những vấn đề này nữa, dù sao tạm thời đối phương cũng không có thái độ thù địch. Nếu thật sự có thì hắn cũng chỉ có thể gọi cô, để cô đến xử lý đối phương thôi. Cô váy trắng chuyên trị tất cả những người không phục. Lúc này, Nhất Niệm trả kẹo hồ lô về cho Diệp Quân,
sau đó nói, ngươi ăn đi. Diệp Quân cười khẽ, sau đó đưa lại cho Nhất Niệm, cô đã ăn rồi mà. Nhất Niệm tỏ vẻ ngượng ngùng và lúng túng, cô ta đột nhiên lấy một mảnh thủy tinh mỏng từng trong túi trúc ra, sau đó đưa cho Diệp Quân. Khi mảnh thủy tinh mỏng này xuất hiện, Tiểu Tháp chợt nói với giọng điệu ngạc nhiên, mẹ kiếp, mau bảo cô ta cất vào, nhanh lên. Dường như lúc này Nhất Niệm cũng nhận ra được điều gì đó, cô ta vội vàng phất tay phải, một sức mạnh bí ẩn bao phủ lấy mảnh thủy tinh. Diệp Quân thầm kinh ngạc, đây là... Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn chợt cảm thấy ngạt thở. Nhất Niệm khẽ mỉm cười, Vĩnh Hằng. Diệp Quân nghi ngờ hỏi, Vĩnh Hằng. Nhất Niệm gật đầu, chất có thể tạo sức nén khiến vũ trụ trở về thời nguyên thủy. Diệp Quân. Nhất Niệm đưa mảnh thủy tinh đó cho Diệp Quân, mỉm cười nói, tặng ngươi đấy. Nhưng Diệp Quân lại không nhận, hắn lắc đầu rồi nói, thật ra khi nãy ta chỉ lừa cô thôi, đây là một sâu kẹo hồ lô rất bình thường. Dứt lời, hắn lại lấy rất nhiều kẹo hồ lô ra, cười nói, cô xem đi, ta có nhiều lắm. Nhất Niệm chớp mắt, sau đó cười khẽ, không nói gì nữa. Diệp Quân mỉm cười nói, ta cũng không có ác ý gì, chỉ muốn xem cô có biết kẹo hồ lô không, rõ ràng là cô không biết. Dứt lời, hắn đặt kẹo hồ lô và mảnh thủy tinh trong tay vào tay Nhất Niệm, không nói gì nữa mà xoay người rời khỏi tiểu tháp. Ở vị trí ban đầu, Nhất Niệm nhìn kẹo hồ lô và mảnh thủy tinh trong tay, sau một lúc suy nghĩ, cô ta khẽ mỉm cười, dù chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng vẫn nghiêng nước nghiêng thành. Bên ngoài tháp, tiểu tháp chợt nói, tại sao không lấy thứ đó? Thứ đó chỉ đứng sau kiếm thanh huyên của ngươi thôi. Diệp Quân lắc đầu, nếu ta thật sự lấy thứ đó của người ta thì ta có còn là người không? Dù hắn tham tiền, nhưng hắn vẫn phải có giới hạn. Tiểu tháp trầm giọng nói, chắc chắn lai lịch của tiểu cô nương này rất không đơn giản. Diệp Quân gật đầu, tháp ra, ngươi nói cô ta cố ý đến tìm ta để làm gì? Vì bảo vật sao? Ta cảm thấy không có khả năng đó lắm, vì dù là với kiếm thanh huyên hay thời không trong tháp, cô ta cũng chỉ tỏ vẻ hứng thú chứ không hề muốn cướp. Nhưng nếu không vì bảo vật thì tại sao lại như thế? Tiểu tháp nói, đừng quan tâm nhiều thế, nếu người tới có thiện chí thì làm bạn, còn nếu có suy nghĩ xấu xa thì cứ giết thôi. Diệp Quân cười to, cũng đúng, bây giờ hắn đâu cần phải băn khoăn nhiều điều như thế, hơn nữa đến hiện tại Nhất Niệm vẫn không hề có vẻ gì ác ý. Lúc này, biển mây ở phía xa chợt cuộn trào, sau đó, tầng mây đột nhiên nứt ra, một người đàn ông mặc áo đen, lưng đeo trường đao chậm rãi bước tới. Thấy người đàn ông mang đao, Diệp Quân lập tức nhíu mày. Người đàn ông lạnh lùng nhìn hắn, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân mỉm cười nhìn người đàn ông, vị huynh đài này, chúng ta không thù không oán, cần gì phải. Người đàn ông mang đao nhìn chằm chằm Diệp Quân. Thẳng thừng ngắt lời hắn, ta chướng mắt ngươi, được. Vụt. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất. Con ngươi người đàn ông mang đao co lại, rút đao chém một phát. Xoẹt. Kiếm của Diệp Quân thoáng chốc chém vỡ trường đao của người đàn ông, sau đó thanh kiếm xuyên qua giữa chân mày gã ta, khiến gã ta đứng im tại chỗ. Kiếm thanh huyên. Diệp Quân phủi vạt áo, sau đó nói, lúc ta đang nói chuyện không được ngắt lời ta, biết chưa? Mọi người bị giết ngay lập tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông mang đao và đám cường giả ở phía sau đều sửng sốt, nhất thời chưa thể định thần lại. Lúc này người đàn ông mang đao cũng đang trợn tròn hai mắt, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Gã ta cũng không ngờ mình sẽ bị kiếm tu trước mặt này giết chết trong nháy mắt. Kiếm tu này chỉ là cường giả cảnh giới thần đạo một phần thần tính thôi mà. Không đúng. Bây giờ hình như đã trở thành cường giả cảnh giới thần đạo hai phần thần tính. Mà dù là cường giả cảnh giới thần đạo hai phần thần tính đi chăng nữa thì cũng không có khả năng giết chết mình trong nháy mắt. Người đàn ông mang đao hoàn toàn chết lặng. Lúc này, Diệp Quân xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyên khẽ rung lên, đang định nuốt chửng thần hồn của người đàn ông mang đao. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng truyền tới từ thời không sau lưng Diệp Quân. Cùng lúc đó, một giọng nói như tiếng sấm từ trên trời dưới đất vang vọng, ngươi thử động vào gã ta xem. Cường giả cảnh giới 10 phần thần tính. Diệp Quân phất tay áo. Người đàn ông mang đao bị kiếm thanh huyên nuốt chửng sạch sẽ. Hồn bay phách tán. Hỗn láo. Sau lưng Diệp Quân, một tiếng giống bỗng vang lên,
rung chuyển trời đất. Diệp Quân xoay người, một ông lão mặc áo bào đen đứng cách hắn ngàn trượng, mặt ông lão đầy nếp nhăn, hai mắt như diều hâu, sát ý trong mắt nồng đậm, đang nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quân xòe tay, kiếm Thanh Huyền bay về trong tay hắn, hắn thản nhiên nhìn ông lão, sau đó nói, nhà ông ở đâu? Tiểu Tháp. Nghe Diệp Quân nói vậy, ông lão áo bào đen kinh ngạc, sở dĩ lão ta không lựa chọn thẳng thừng ra tay là bởi vì lão ta phát hiện thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt không hề đơn giản, bây giờ, đối phương còn hỏi nhà lão ta ở đâu? Hắn đang định làm gì? Chẳng lẽ đối phương muốn thẳng thừng hủy diệt nền văn minh vũ trụ của mình sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của ông lão áo bào đen trở nên nghiêm trọng. Mặc dù thiếu chủ nhà mình không phải là cường giả cảnh giới 10 phần thần tính, nhưng thực lực của gã ta rất mạnh, hầu như không có đối thủ, mà ở trước mặt thiếu niên kiếm tu này, một nhát kiếm cũng không đỡ nổi. Điều này quá không bình thường. Bây giờ, đối phương lại quang minh chính đại hỏi nhà lão ta ở đâu. Rõ ràng là đang muốn trả thù. Ông lão áo bào đen nhất thời không đoán được lai lịch của Diệp Quân. Thấy ông lão áo bào đen yên lặng, Diệp Quân nhíu mày, ông tới tìm ta, không phải là muốn giết người đoạt bảo vật sao? Sao phải chần chừ như vậy? Nào, chúng ta cùng lên đi. Nói xong, hắn phất tay áo, một luồng kiếm ý phóng ra, thời không xung quanh lập tức trở nên hư ảo. Tiểu Tháp đột nhiên nói, một đánh 13, có nắm chắc phần thắng không? Diệp Quân bình tĩnh nói, không chắc lắm. Sở dĩ hắn có thể giết chết người đàn ông mang đao chỉ bằng một nhát kiếm, hoàn toàn bởi vì người đàn ông mang đao này vô cùng ngu xuẩn, khinh thường hắn. Nếu không phải vì thế, muốn giết chết đối phương trong giây lát cũng rất khó khăn, bây giờ, những người trước mặt này đã đề phòng hắn, hắn không thể lại làm vậy trong giây lát được nữa. Hơn nữa, đối phương chắc chắn đến từ một nền văn minh không xác định, số người nhất định là càng đánh càng đông. Nghe Diệp Quân vậy, Tiểu Tháp trầm giọng nói, vậy ngươi đừng giả bộ nữa. Diệp Quân khẽ nói, bởi vì không đánh lại nên mới phải giả bộ, nếu đánh thắng được thì ta còn giả bộ làm gì nữa. Thẳng thừng giết chết bọn họ luôn cho rồi. Tiểu Tháp. Ở phía xa, ông lão áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, không dám ra tay. 12 tên cường giả phía sau Diệp Quân thấy ông lão áo bào đen không ra tay nên cũng không dám ra tay. Lúc này, ông lão áo bào đen đột nhiên nói, không biết ngươi đến từ nền văn minh nào. Lão ta quyết định làm rõ lai lịch của thiếu niên kiếm tu trước mặt này đã rồi mới quyết định xem có nên ra tay hay không. Diệp Quân cười nói, một nền văn minh nhỏ, không đáng nhắc tới. Ông lão áo bào đen nhíu mày. Diệp Quân cười nói, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, cấp độ nền văn minh của ta rất thấp, và lại còn không có chỗ dựa, thật đấy. Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Quân, ngươi cứ nói đùa. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, chúng ta cứ mãi rằng co ở nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì, rốt cuộc các ông có muốn đánh hay không, cho ta một câu trả lời chính xác. Ông lão áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, người mà ngươi vừa mới giết chết là thiếu chủ của bọn ta, nếu cứ để ngươi rời đi như vậy, bọn ta cũng rất khó để báo cáo. Diệp Quân cau mày, lúc này, ông lão áo bào đen đột nhiên nói, ngươi đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 3 à? Diệp Quân nói, miễn cưỡng là nền văn minh cấp 1. Ông lão áo bào đen trầm giọng nói, ngươi chắc chắn đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 3. Diệp Quân hơi nghi ngờ, ý gì vậy? Ông lão áo bào đen liếc nhìn Diệp Quân, không nói lời nào, xoay người rời đi. Thấy ông lão áo bào đen rời đi, đám cường giả nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Diệp Quân bối rối. Một lát sau, Diệp Quân khẽ lắc đầu, xoay người biến mất tại chỗ. Ở bên kia, ông lão áo bào đen dừng lại, tên thống lĩnh đội thị vệ ở bên cạnh lão ta trầm giọng nói, Mặc lão, người đó giết chết thiếu chủ, chúng ta cứ rời đi như vậy, sau khi trở về thì báo cáo thế nào đây? Mặt ông lão áo bào đen không cảm xúc, hắn đến từ nền văn minh cấp trụ cấp 3, nền văn minh cổ nhân chúng ta sao có thể tùy tiện đối địch với người của nền văn minh vũ trụ cấp 3? Chuyện này phải bẩm báo với các trưởng lão, để các trưởng lão định đoạt. Tên thống lĩnh đội thị vệ muốn nói gì đó lại thôi. Ông lão áo bào đen thản nhiên nhìn tên thống lĩnh đội thị vệ ở bên cạnh, sau đó nói, ngươi là cháu trai của Lý lão à? Thống lĩnh đội thị vệ khẽ gật đầu. Ông lão áo bào đen khẽ lắc đầu, nể mặt Lý lão,
ta nói với ngươi thêm mấy câu, nhớ kỹ, làm việc ở bên ngoài, nhất định phải học cách quan sát sắc mặt, lời nói và tự bảo vệ mình. Nếu chúng ta cùng tiến lên, có lẽ có thể bắt được thiếu niên kia, nhưng ngươi có từng nghĩ, thiếu niên kia cũng có thể giết chết chúng ta. Nói đến đây, lão ta nhìn về phía thống lĩnh đội thị vệ, tiền lương trong một năm của ngươi là bao nhiêu? Thống lĩnh đội thị vệ hơi do dự, sau đó nói, 200 đạo tổ nguyên. Ông lão áo bào đen khẽ nói, một năm 200 đạo tổ nguyên, tại sao ngươi phải đi liều mạng? Nói xong, lão ta xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Chuyện này lão ta chỉ cần báo lên, tức khắc sẽ có người khác đi xử lý. Chỉ cần không làm gì thì sẽ không phạm sai lầm, không phạm sai lầm là đã giành chiến thắng. Thống lĩnh đội thị vệ yên lặng một lát, sau đó cười khẩy, ngồi không ăn bám, cả đời ta khinh thường nhất là loại người này, loại người như vậy mà luôn có chức vị cao, sống rất tốt, ông trời đúng là có mắt như mù. Nói đến đây, gã ta nhìn mọi người ở phía sau lưng, thiếu niên kia giết chết thiếu chủ, nếu chúng ta quay trở về bẩm báo như lời trưởng lão áo bào đen. Mặc dù sẽ không bị xử phạt, nhưng cũng không thể lập công, nếu chúng ta giết được thiếu niên kiếm tu kia thì trở về nhất định sẽ được thưởng lớn, có làm không? Đám thị vệ nhìn nhau, một tên thị vệ trong đó trầm giọng nói, lão đại, thực lực của thiếu niên đó rất không tầm thường, nếu hắn thật sự đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 3, sau lưng nhất định có người, chúng ta. Thống lĩnh đội thị vệ nói thẳng, truy tìm phú quý trong cảnh hiểm nghèo. Nếu chúng ta giết được hắn, sau khi trở về, tộc trưởng nhất định sẽ thưởng lớn. Đám thị vệ nhìn nhau. Thống lĩnh đội thị vệ tiếp tục nói, người nhát gan chết vì đói, người to gan chết vì chống đỡ, vinh hoa phú quý đều ở trận đánh này, đi. Nói xong, gã ta hóa thẳng thành một tia sáng quay trở lại. Đám thị vệ cắn răng, sau đó cũng quay trở lại theo. Ở một diễn biến khác, Diệp Quân mới vừa đi vào trong tiểu tháp. Dường như cảm nhận được gì đó, hắn lại rời khỏi tiểu tháp, ngay khi vừa ra ngoài, một luồng ánh sáng sắc lạnh đột nhiên hung hăng đánh về phía hắn. Diệp Quân giơ tay lên, kiếm ý mạnh mẽ chém ra. Ầm, tia sáng vỡ tan tành, một bóng người bị hắn đánh bay, nhưng ngay sau đó, mười mấy bóng người từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, hắn không ngờ đám người này lại quay về bất ngờ đánh lén. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Quân mở tay trái, kiếm vực xuất hiện, trong phút chốc, hàng ngàn kiếm quang phóng ra. Khu vực thời không ở chỗ Diệp Quân bị hủy diệt hoàn toàn, Diệp Quân liên tục lùi về sau, đám cường giả thị vệ cũng bị chấn động, liên tục lùi về sau. Diệp Quân còn chưa dừng lại, tên thống lĩnh đội thị vệ lại lần nữa lao tới trước mặt. Lúc này, Diệp Quân đổi ý kiếm trong tay thành kiếm thanh huyên, chợt chém về phía trước. Xoẹt! Nhát kiếm này vừa được chém xuống, thời không trước mặt Diệp Quân bị xé toạc, trường đao trong tay tên thống lĩnh đội thị vệ lập tức bị kiếm thanh huyên xé nát. Sức mạnh khủng khiếp đánh bay tên thống lĩnh đội thị vệ ra mấy ngàn trượng, gã vừa mới dừng lại, tay phải đã nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Thống lĩnh đội thị vệ lập tức chết lặng. Lúc này, gã ta như cảm nhận được gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, gã ta còn chưa kịp phản ứng. Một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán của gã. Diên trì nhất kiếm. Nhát kiếm này đã đóng đinh thống lĩnh đội thị vệ ngay tại chỗ. Sắc mặt thống lĩnh đội thị vệ đầy vẻ khó tin, ngươi. Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt thống lĩnh đội thị vệ, giơ tay chém một nhát kiếm. Xoẹt. Đầu của thống lĩnh đội thị vệ lập tức bay ra ngoài. Thu kiếm lại. Diệp Quân thu hồi thống lĩnh đội thị vệ vào nhẫn không gian. Sau đó khẽ nói, người đã chết còn muốn nói cái gì nữa? Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía những thị vệ còn lại, sắc mặt bọn chúng biến đổi, xoay người bỏ chạy. Diệp Quân cũng không đuổi theo, hắn cúi đầu nhìn về phía kiếm thanh huyên trong tay, lắc đầu cười, thanh kiếm này thật sự gây nghiện. Dùng ý kiếm, đánh đến mức ngươi chết ta sống. Dùng kiếm thanh huyên, lập tức giết chết trong nháy mắt. Một khi đã giết đến mức nghiện, hắn không còn muốn dùng ý kiếm nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Quân khẽ mỉm cười, sau đó thu kiếm thanh huyên lại rồi vào trong tiểu tháp. Hắn phát hiện, nhất niệm vẫn đang nghiên cứu thời không, hơn nữa, nghiên cứu đến mức mê mẩn, khu vực thời không mà cô ta đang nghiên cứu rung chuyển như những gợn sóng trên mặt nước. Diệp Quân kinh hồn bạt vía,
bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của thời gian, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với sức mạnh thời gian mà hắn sử dụng. Thật biến thái. Ngay lúc này, Nhất Niệm đột nhiên bước ra từ trong thời không đó, cô ta đi tới trước mặt Diệp Quân, bắt đầu cử động tay, làm một số động tác kỳ quái, cuối cùng chỉ vào khu vực thời không đặc biệt ở phía xa. Thật lâu sau, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, khẽ mỉm cười, như thế này, sau đó như vậy, lập tức có thể biến thành thế này, ngươi hiểu chưa? Sau khi yên lặng một lát, Diệp Quân nói, hay là cô thử nói chi tiết hơn được không? Nhất Niệm chớp mắt, hơi cúi đầu, hồi lâu sau, cô ta mới thấp giọng nói, ngươi có muốn ta đổi một cái đầu khác cho ngươi không? Ta có thể làm được. Diệp Quân, đổi luôn cả cái đầu ư. Nghe Nhất Niệm nói thế, Diệp Quân sa sầm mặt mày. Tổn hại không lớn nhưng khả năng sỉ nhục cực mạnh. Thấy sắc mặt Diệp Quân không tốt, Nhất Niệm hơi ngại nói, ta không có ý gì khác, thật đó ta không thấy ngươi ngốc đâu, thật. Nói đến đó, cô ta đã sốt sắng đến mức mắt cũng ngấn nước. Diệp Quân, ha ha, Tiểu Tháp bật cười, đúng là hiếm khi thấy tên khốn này nghẹn họng. Thấy Nhất Niệm như thể sắp khóc. Diệp Quân thầm thở dài, sau đó cười nói, đổi cái đầu, cô có thể làm được thật à? Thấy Diệp Quân không tức giận, Nhất Niệm vội gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm không nói gì. Nhất Niệm chớp mắt, muốn không? Diệp Quân lắc đầu, đổi cái đầu khác, vậy vẫn là bản thân ta chứ? Mặc dù ta vẫn chưa đủ giỏi nhưng ta vẫn là ta chỉ muốn làm chính mình. Nhất Niệm ngẫm nghĩ, sau đó nói, chính bản thân. Diệp Quân hơi ngờ vực, chính bản thân. Nhất Niệm mỉm cười không nói gì. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, không hỏi tiếp nữa, vì có hỏi tiếp cũng chỉ sẽ rước nhục vào thân. Diệp Quân nói, giúp ta xem cái này. Dứt lời, hắn dẫn Nhất Niệm rời khỏi Tiểu Tháp, ra đến bên ngoài hắn xòe bàn tay, quan tài máu xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Quân vẫn luôn rất tò mò về quan tài máu này, rốt cuộc bên trong có cái gì. Tại sao người thần bí đó lại muốn giao quan tài máu này cho mình? Vốn dĩ hắn muốn dùng kiếm thanh huyên để ép mở quan tài máu này, nhưng trực giác nói rằng Nhất Niệm có cách có thể mở quan tài máu này. Nhìn thấy chiếc quan tài máu, Nhất Niệm cẩn thận đánh giá một lúc, sau đó đặt tay phải lên quan tài máu rồi ấn nhẹ một cái, thoáng chốc phù văn bí ẩn trên quan tài máu rung lên, sau đó tự động phân giải biến thành vô số mảnh vỡ, lui sang một bên. Mở ra rồi. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm mỉm cười không nói gì. Diệp Quân im lặng hồi lâu, sau đó lấy một cây kẹo hồ lô ra đặt vào trong tay Nhất Niệm cả đời làm bạn tốt. Tiểu Tháp, Nhất Niệm chớp mắt, sau đó nhận lấy kẹo hồ lô. Diệp Quân bước đến trước mặt quan tài máu, hắn vừa định mở ra thì Nhất Niệm cản lại. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm khẽ lắc đầu. Diệp Quân trầm giọng nói, nguy hiểm à? Nhất Niệm lắc đầu. Diệp Quân khó hiểu. Nhất Niệm chớp mắt không nói gì. Diệp Quân nói, rất nguy hiểm với ta nhưng không nguy hiểm với cô, đúng không? Nhất Niệm cong môi cười, không nói gì. Cả người Diệp Quân tê dại. Giả vờ là đòn chí mạng nhất. Ngay lúc này quan tài máu đó bỗng rung lên, Diệp Quân quay đầu sang nhìn quan tài máu, vẻ mặt đề phòng. Không lâu sau, nắp quan tài chậm rãi mở tung, một bàn tay máu giơ ra. Diệp Quân híp mắt lại. Lúc này Nhất Niệm ở một bên bỗng ho một tiếng. Bàn tay máu đó lập tức dừng lại, sau đó bàn tay máu lại rụt vào trong, đồng thời còn đóng nắp quan tài lại. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm nở nụ cười, cực kỳ ngây thơ vô tội. Diệp Quân cạn lời, hắn sải bước đi đến cạnh quan tài máu, sau đó nói, ra đây nói chuyện đi. Không ai đáp lời. Diệp Quân ngẫm nghĩ. Sau đó muốn đẩy nắp quan tài, nhưng vừa đẩy ra một bàn tay máu lại thò ra ngoài, sau đó giữ chặt nắp quan tài không cho Diệp Quân đẩy. Diệp Quân. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm, hình như nó rất sợ cô. Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, hơi cúi đầu không nói gì. Diệp Quân vẫn còn muốn nói gì nữa, Tiểu Tháp đã nói, cô ta chỉ muốn tốt cho ngươi, thứ đó mà ra ngoài chắc chắn không phải là thứ mà hiện giờ ngươi có thể đấu lại. Diệp Quân nhìn quan tài máu đó, im lặng không nói. Lúc nhìn thấy bàn tay máu, quả thật hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Diệp Quân thầm thở dài,
mặc dù thực lực của mình đã được nâng cao hơn rất nhiều nhưng trong vũ trụ mênh mông vẫn còn quá nhiều thứ vượt khỏi tầm tay hắn. Con đường đại đạo này vẫn còn rất dài. Diệp Quân mỉm cười, ngừng suy nghĩ miên man, nếu đã không đủ mạnh thì cố gắng trở nên mạnh hơn, nghĩ những thứ này chỉ thêm phiền não. Diệp Quân nhìn quan tài máu, sau đó quay đầu nhìn Nhất Niệm, cười nói, đi thôi, đi mở mang kiến thức ở nền văn minh Tu La. Nhất Niệm mỉm cười, ừ. Diệp Quân bật cười, sau đó dẫn Nhất Niệm rời khỏi tiểu tháp. Diệp Quân lấy huy hiệu mà học sĩ tối thượng đưa cho mình ra, rất nhanh một bản đồ tinh không lấy hắn làm tọa độ, xuất hiện trước mặt hắn. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm. Vì chỗ hắn hiện giờ cách nền văn minh Tu La quả thật quá xa, dù với thực lực của hắn e là cũng phải mất vài chục năm mới có thể đến được nền văn minh Tu La này. Ngay lúc này huy hiệu đó bỗng phóng ra một luồng sáng màu xanh rực rỡ, ánh sáng xanh phủ khắp mặt đất tạo ra một trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân hơi sửng sốt, sau đó cười nói, còn kèm theo một trận pháp dịch chuyển, học sĩ tối thượng này đúng là có lòng thật. Nhất Niệm nhìn bản đồ tinh không đó, như có điều suy nghĩ. Diệp Quân dẫn Nhất Niệm đi vào trận pháp dịch chuyển, chẳng mấy chốc trận pháp dịch chuyển chuyển động, hai người Diệp Quân biến mất khỏi đó. Nền văn minh cổ nhân. Trong một đại điện rộng rãi, Mạc Lão yên lặng đúng đó. Có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở nơi không xa trước mặt lão ta, người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ trường bào rộng, trước mặt bà ta là một bàn cờ, tay bà ta đang cầm một quân cờ màu trắng, nhìn chằm chằm bàn cờ, không có động tác tiếp theo. Mạc Lão cung kính đứng đó, không nói gì. Người phụ nữ xinh đẹp bỗng hạ cờ xuống, bà ta vừa hạ cờ, trên bàn cờ bỗng xuất hiện một con cờ màu đen. Người phụ nữ xinh đẹp cau mày, lại rơi vào trầm tư. Mạc Lão vẫn cung kính đứng đó đợi, cơ hội không thể mất. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp bỗng nói, nền văn minh vũ trụ cấp 4 ư. Mạc Lão gật đầu, vâng. Người phụ nữ xinh đẹp cầm một con cờ lên, sau đó nói ta nghe nền văn minh vũ trụ cấp 4 đó đi. Mạc Lão cung kính cúi người, sau đó nói hết những chuyện mà lão ta biết. Nghe xong. Bà ta bình tĩnh nói thế tức là thiếu niên đó lấy được một quan tài máu trong di tích nền văn minh đó. Mạc Lão gật đầu, đúng thế. Người phụ nữ xinh đẹp thờ ơ nhìn Mạc Lão, ông nghĩ chúng ta nên làm gì? Mạc Lão do dự một chốc, sau đó nói, ta nghe theo Thượng Tôn. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ cười nói, Mạc trưởng lão, những năm nay ông đều rất thận trọng, không cầu lập công nhưng cầu cho mình không mắc sai lầm, thận trọng vững vàng không có gì sai. Nhưng nếu ông thận trọng quá mức chẳng khác nào dậm chân tại chỗ, tự quan bế mình. Con đường đại đạo này vẫn phải có can đảm xông lên, dám thể hiện mới được. Mạc Lão vội nói, Thượng Tôn dạy chí phải. Người phụ nữ xinh đẹp hạ cờ xuống, sau đó nói, lai lịch của thiếu niên không rõ, tùy tiện kết thù với hắn là không khôn ngoan, nhưng nếu không truy cứu cũng không được, dù sao, mặc dù con trai ta không thành nhân tài cũng vẫn là con trai ta. Mạc Lão không nói gì. Người phụ nữ xinh đẹp, lan truyền chuyện hắn có được truyền thừa của nền văn minh vũ trụ cấp 4 ra ngoài, hơn nữa mở đôi mắt vũ trụ, báo cáo hành tung của hắn với nền văn minh vũ trụ bên ngoài bất cứ lúc nào. Mượn dao giết người, Mạc Lão híp mắt, sau đó cúi người xuống nói, ta hiểu rồi. Dứt lời, lão ta lui ra ngoài. Trong điện, người phụ nữ xinh đẹp giơ một con cờ trắng lên. Một lúc sau bà ta mỉm cười ném con cờ sang một bên, ta lại thua rồi. Dứt lời, bà ta đứng dậy chậm rãi bước đến trước đại điện. Người phụ nữ xinh đẹp ngẩng đầu nhìn tận cuối chân trời, hai mắt nheo lại, nền văn minh thuật giả. Một nền văn minh cấp 4 đã suy tàn. Dĩ nhiên bà ta có cách. Nhưng bà ta chưa từng nghĩ một mình bà ta sẽ đến di tích nền văn minh thuật giả thăm dò hoặc cướp đoạt. Bà ta vẫn cực kỳ kiêng kỵ nền văn minh vũ trụ cấp bậc này. Vì bà ta biết rõ nền văn minh vũ trụ cấp bậc này đáng sợ thế nào. Nền văn minh cổ nhân là nền văn minh vũ trụ cấp 3, nếu nền văn minh cổ nhân muốn tiêu diệt nền văn minh vũ trụ cấp 2 thì đó là chuyện quá mức đơn giản. Bà ta rất động lòng với thứ mà thiếu niên kiếm tu đó lấy được từ trong nền văn minh thuật giả. Còn đứa con trai đã chết của bà ta, đứng trước đại đạo. Con trai là cái thá gì chứ? Chỉ cần bà ta nghĩ thôi, bà ta có thể có rất nhiều đứa con trai. Nền văn minh quân lâm. Trong một tinh không nào đó, Đại Tôn ngồi khoanh chân lại,
một bóng dáng mờ ảo như ma thần xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta, toát ra khí tức vô cùng đáng sợ. Thời không xung quanh dần trở nên hư ảo dưới tác động của từng khí tức này. Không biết qua bao lâu, Đại Tôn mở mắt ra. Thời không xung quanh lập tức nổ tung. 10 phần thần tính. Đại Tôn hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ phấn khích. Hắn ta đã dừng lại ở cảnh giới 9 phần thần tính đã quá lâu rồi, đã vài trăm năm chưa vượt qua được bước này, hơn nữa còn trong trường hợp tích lũy đủ loại tài nguyên khác nhau của nền văn minh quân lâm. Nhưng lúc này sau khi sử dụng cách của nền văn minh thuật giả, hắn ta chỉ mất 3 ngày là đạt đến cảnh giới 10 phần thần tính. Thì ra cảnh giới 10 phần thần tính đơn giản như thế, hơn nữa không còn bao lâu nữa hắn ta đã có thể đạt tới độc khai nhất đạo. Ngoài sự phấn khích, còn có sự sợ hãi sâu sắc. Nền văn minh vũ trụ cấp 4. Đó không phải là thứ mà nền văn minh vũ trụ cấp 3 có thể tưởng tượng. Vừa nghĩ đến sau này phải trả giá, vẻ mặt Đại Tôn lại dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, như nghĩ đến điều gì, Đại Tôn bỗng nói, Khải Lão. Một ông lão xuất hiện phía sau Đại Tôn, ông lão cung kính chào, phấn khích nói, chúc mừng thiếu chủ đã đến cảnh giới 10 phần thần tính. Đại Tôn nói một chút về thiếu niên kiếm tu đó đi. Ông lão gật đầu, có người ở ngoài truyền tin thiếu niên đó có được truyền thừa của nền văn minh vũ trụ cấp 4. Đại Tôn khẽ cười, nền văn minh vũ trụ đằng sau người đàn ông mang đao đó cũng không phải không có đầu óc, biết mượn dao giết người cơ đấy. Ông lão do dự, sau đó nói, thiếu chủ, quan tài máu mà thiếu niên đó có được. Đại Tôn híp mắt, không nói gì. Dĩ nhiên hắn ta cũng dao động. Thấy vẻ mặt của Đại Tôn như thế, ông lão nói, chúng ta có cần. Đại Tôn lắc đầu, cứ đợi trước đã. Ông lão trầm giọng nói, bây giờ hắn đã đến nền văn minh Tu La rồi, nếu giờ chúng ta ra tay, có thể cưỡng ép đánh chặn hắn, nếu không một khi hắn đi vào nền văn minh Tu La thì rất có khả năng đồ vật trên người hắn sẽ rơi vào tay nền văn minh Tu La. Đại Tôn im lặng không nói. Ông lão lại nói, cơ hội không thể mất, mất rồi không tìm được, chúng ta. Đại Tôn bỗng quay sang nhìn ông lão, tại sao hắn dám đến nền văn minh Tu La? Ông lão sửng sốt. Tại sao hắn dám đến nền văn minh Tu La? Nghe Đại Tôn nói thế, ông lão sửng sốt, sau đó trầm tư. Ông lão không phải già mà hồ đồ, dĩ nhiên hiểu rõ ý của thiếu chủ nhà mình là gì. Đại Tôn cười nói, mặc dù ta không quen với người này lắm nhưng từ khoảng thời gian tiếp xúc với hắn, người này không phải là một người ngu ngốc. Hắn đã chủ động đến nền văn minh Tu La, tức là hắn không sợ nền văn minh Tu La, ngay cả nền văn minh Tu La mà hắn cũng không sợ. Nói đến đây hắn ta cười nói, thú vị thật đấy. Ông lão trầm giọng nói, nhưng ngoài nền văn minh quân lâm chúng ta, chưa từng nghe nói đến nền văn minh vũ trụ nào khác có thể đối đầu với nền văn minh Tu La. Đại Tôn khẽ nói, Khải Lão, vũ trụ rất lớn. Ông lão im lặng không nói. Đại Tôn chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, lúc ta chưa tiếp xúc với nền văn minh thuật giả, ta thực sự không để tâm đến người ngoài. Khi ta ở bên ngoài, ta vẫn luôn cho rằng ông đây là số một, muốn làm gì thì làm, nhưng sau khi ta tiếp xúc với nền văn minh thuật giả, Khải Lão, ông có biết bây giờ ta đang có ý nghĩ gì không? Ông lão nhìn Đại Tôn. Đại Tôn tự giễu nói, trong mắt một vài người, chúng ta chẳng qua nhỏ bé như con kiến thôi. Ông lão do dự, sau đó nói, thiếu chủ, thiếu niên đó quả thật không đơn giản, nhưng ta không cho rằng hắn đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4 gì đó. Đại Tôn lại nói, Khải Lão, ông nghĩ ta thế nào? Ông lão lập tức nói, đương nhiên là thiên tài của thiên hạ, thế gian hiếm gặp. Đại Tôn khẽ gật đầu, lúc đối mặt với nền văn minh thuật giả. Ta rất thận trọng và cẩn thận, thậm chí hơi thấp kém nhưng hắn thì không, hắn dám lên tiếng đòi hỏi. Ông lão sửng sốt, lão ta không để ý đến chi tiết này. Đại Tôn nói tiếp, người bí ẩn ở nền văn minh thuật giả đó không chỉ không tức giận mà ngược lại còn mặc cả với hắn, cuối cùng tặng cho hắn một quan tài máu. Nói đến đây, hắn ta lắc đầu, người ở cấp bậc đó tuyệt đối sẽ không vui vẻ hòa nhã với người bình thường. Giống như việc người đàn ông mang đao đó bị xem thường vậy. Ông lão thở dài, hổ thẹn nói, thiếu chủ chu đáo tinh tế, thuộc hạ kém xa. Đại Tôn mỉm cười nói, mặc dù ta cũng thèm muốn quan tài máu trên người hắn nhưng không nên tùy tiện trở thành kẻ thù với loại người này.
Ta tin chắc thân phận và thế lực đằng sau hắn sẽ dần dần lộ ra khỏi mặt nước. Ông lão cười nói, thiếu chủ, nếu đằng sau hắn chỉ là một thế lực bình thường, vậy chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Đại tôn nhắm mắt lại, vậy thì ta tình nguyện cược thua. Một tinh vực chưa được biết đến. Thời không nơi nào đó rung chuyển, sau đó thời không đó nứt lìa, Diệp Quân và Nhất Niệm chậm rãi bước ra. Sau khi bước ra, Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, vũ trụ Tu La. Nhất Niệm nhìn quanh, như có điều suy nghĩ. Diệp Quân bỗng ngạc nhiên nói, hả? Dứt lời, tay phải hắn đưa ra trước khẽ chạm, thời không trước mặt hắn bỗng dập dờn như sóng nước. Diệp Quân trầm giọng nói, khu vực thời không này là giả. Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì, cũng không cảm thấy bất ngờ. Diệp Quân nhắm mắt lại, quan sát thế giới bằng tâm niệm, chẳng mấy chốc khu vực thời không đó dần trở nên rõ ràng. Chính là khu vực thời không giả. Ngay lúc này thời không trước mặt hai người bỗng sao động, ngay sau đó một ông lão bước ra. Ông lão hơi nhíu mày khi nhìn thấy hai người Diệp Quân. Diệp Quân lấy huy hiệu đó ra, nhìn thấy huy hiệu, ông lão sửng sốt, sau đó cung kính nói, không biết ngươi có gì căn dặn. Diệp Quân cười nói, có thể thông báo với học sĩ tối thượng một tiếng không? Nói Diệp Quân đến thăm. Ông lão vội nói, đương nhiên là được, hai vị đi theo ta. Dứt lời, ông ta xoay người nhẹ nhàng ấn xuống, khu vực thời không trước mặt ông ta bỗng chốc xuất hiện rất nhiều đường hầm thời gian. Có hơn mấy trăm vạn. Thấy thế Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đây là... Ông lão mỉm cười giải thích, trong số hàng trăm vạn đường hầm thời không chỉ có một đường hầm có thể dẫn đến tinh vực Tu La, còn lại đều là vũ trụ giả do bọn ta xây dựng, mục đích là để tránh bị nền văn minh thiên hành bắt giữ. Nhất Niệm nhìn ông lão, không nói gì. Diệp Quân hơi tò mò, các ông từng tiếp xúc với nền văn minh thiên hành sao? Ông lão lắc đầu, chưa từng, nhưng từng có vài nền văn minh vũ trụ khác cùng cấp bậc với nền văn minh Tu La đã bị nền văn minh thiên hành tiêu diệt. Diệp Quân còn định hỏi gì đó, ông lão đã dẫn hắn và Nhất Niệm đi vào một đường hầm thời không trong số đó. Khi từng màn sáng lướt qua trước mắt, đầu Diệp Quân bắt đầu choáng váng, nhưng lại không bao lâu cảm giác đó đã biến mất. Diệp Quân mở hai mắt ra, lúc này họ đang ở trên một vùng đồng bằng, phía trước mấy ngàn trượng là từng bức tượng uy nghiêm hùng vĩ đứng sừng sững. Ngoại hình của những bức tượng này giống hệt con người, cao cả ngàn trượng, nửa thân dưới lõm xuống đất, cánh tay như trụ cột, tay giáo dài, có mấy vạn bức tượng chỉnh tề xếp thành hai hàng, ở giữa là một con đường dài sỏi, cuối con đường là một thành cổ tráng lệ. Có một bức tượng người đàn ông đứng sừng sững phía trên thành cổ. Người đàn ông có 6 cánh tay, 9 đầu, cúi đầu nhìn cả thành cổ, cực kỳ áp bức. Nền văn minh Tu La. Diệp Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa cảm thấy kinh ngạc vừa tò mò, sở dĩ hắn đến nơi này là muốn nhìn thấy các nền văn minh vũ trụ khác để mở mang kiến thức. Ông lão cung kính nói, mời công tử. Dứt lời, ông ta dẫn Diệp Quân đi về phía thành cổ đó. Lúc đi ngang qua mấy bức tượng, Diệp Quân bỗng cảm nhận được có ai đó đang theo dõi hắn. Diệp Quân nhíu mày, lúc này ông lão bỗng nói, các vị, đây là bạn của học sĩ tối thượng, không được vô lễ. Ông ta vừa dứt lời, Diệp Quân lập tức không còn cảm giác đó nữa. Ông lão xoay người nhìn Diệp Quân, hơi cúi người xuống, xin lỗi ngươi, họ không biết ngươi là bạn của học sĩ tối thượng nên đã mạo phạm, mong được lượng thứ. Diệp Quân mỉm cười nói, không sao. Ông lão gật đầu, sau đó dẫn Diệp Quân đi về phía trước. Diệp Quân nhìn mấy bức tượng này nói, mấy bức tượng này là gì? Ông lão cười nói, thần vệ Tu La phụ trách bảo vệ vương đô Tu La, họ ở trong trạng thái ngủ say, chỉ khi nền văn minh Tu La bọn ta có nguy cơ bị hủy diệt mới thức tỉnh. Dĩ nhiên Tu La vương và học sĩ tối thượng đều có thể cưỡng ép đánh thức họ. Diệp Quân hơi tò mò, địa vị của học sĩ tối thượng có ở nền văn minh Tu La các ông cao thế nào? Ông lão do dự, sau đó nói, rất cao. Diệp Quân cười nói, cụ thể chút đi. Ông lão trầm giọng nói, chỉ đứng sau tộc trưởng tộc Tu La, nhưng dù là tộc trưởng tộc Tu La cũng không thể ép buộc ra lệnh cho cô ấy. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời, ba người đã đi vào trong thành, sau khi vào thành Diệp Quân nhìn xung quanh. Trong thành là từng tòa nhà cao tầng, cả biển người, cực kỳ tấp nập. Nhất Niệm nhìn xung quanh, trong mắt là vẻ hiếu kỳ.
Diệp Quân bỗng nói, khoan đã. Dứt lời, hắn kéo Nhất Niệm đến một gánh hàng rong bên đường, người bán hàng này bán một số đồ cũ, cái gì cũng có, thứ mà Diệp Quân chọn là một chiếc gương nứt. Người bán hàng là một người đàn ông trung niên, sắc mặt rất khó coi cứ như người ta thiếu nợ tiền của ông ta vậy. Diệp Quân chỉ vào chiếc gương, cái này bán thế nào? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, một tổ mạch. Diệp Quân định lên tiếng, lúc này ông lão ở một bên lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho người đàn ông trung niên, sau đó cầm lấy chiếc gương đưa cho Diệp Quân, mỉm cười, công tử. Diệp Quân vội lấy một tổ mạch ra đưa cho ông lão lại lắc đầu, công tử, không cần đâu. Diệp Quân mỉm cười, vẫn bỏ chiếc nhẫn vào trong tay ông lão, hắn biết đối phương làm thế là vì học sĩ tối thượng, nhưng hắn lại không muốn nợ ơn nghĩa này. Thấy Diệp Quân cố chấp như vậy, ông lão do dự, sau đó cất chiếc nhẫn đi. Diệp Quân cho chiếc gương vào trong tháp, thầm nói, tháp ra, chiếc gương này có gì đặc biệt? Tiểu tháp nói, ta nghiên cứu trước đã. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lúc này Nhất Niệm ở một bên bỗng ngồi xổm xuống, tầm mắt cô ta nhìn đến một tượng gỗ trong đó. Diệp Quân nhìn sang tượng gỗ theo ánh mắt Nhất Niệm, tượng gỗ chỉ lớn bằng bàn tay, giữa trán còn có một dấu chấm đỏ máu. Diệp Quân cười nói, cô thích cái này à? Nhất Niệm gật đầu, đang định giơ tay lấy tượng gỗ đó, người đàn ông trung niên bỗng nói, nếu không mua thì đừng sờ lung tung. Diệp Quân nói, bao nhiêu? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân nói, 10 tổ mạch. Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn kỹ tượng gỗ đó, hắn không thấy có chỗ nào đặc biệt cả. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm mỉm cười, sau đó đứng lên kéo hắn đi. Đợi đã. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên bỗng nói. Diệp Quân xoay người nhìn người đàn ông trung niên, ông ta nhìn Diệp Quân, người có thể trả bao nhiêu? Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm lại lắc đầu. Diệp Quân mỉm cười, Nhất Niệm chỉ nhất thời hiếu kỳ, cũng chẳng hứng thú gì với tượng gỗ đó. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên cười nói, bọn ta không cần nữa. Dứt lời, hắn kéo Nhất Niệm xoay người đi. Nhưng lúc này một luồng khí tức đáng sợ bỗng ập đến. Diệp Quân sửng sốt. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, ánh mắt lạnh lùng, người đang giở trò với ta sao? Diệp Quân khẽ cười, ông này, mua bán là do hai bên thuận mua vừa bán, giờ ta không muốn nữa thì có vấn đề gì sao? Người đàn ông trung niên híp mắt, người đã hỏi rồi thì phải mua. Diệp Quân nhíu mày, sao ông giống thiểu năng quá vậy? Người đàn ông trung niên nổi giận. Lúc này ông lão đó bỗng giơ tay lên đè xuống. Ầm. Sức mạnh khủng khiếp lập tức trấn áp người đàn ông trung niên. Ông lão thu lại chiếc nhẫn của người đàn ông trung niên, sau đó cầm tượng gỗ đó lên, cung kính được đến cho Diệp Quân và Nhất Niệm, Diệp công tử, cô nương. Diệp Quân nhìn ông lão mỉm cười, sau đó nói, nên gọi ông thế nào? Ông lão nói, Khưu Sử, người bảo vệ biên giới, là người canh cửa. Diệp Quân gật đầu, tiền bối là một nhân tài, làm người bảo vệ biên giới quả thật hơi uổng phí, ta sẽ nói với học sĩ tối thượng chuyện này. Ông lão lập tức cúi đầu, run giọng nói, cảm ơn công tử, ta có một đứa cháu gái, nó rất xinh. Diệp Quân, cô gái xinh đẹp ư. Diệp Quân nhìn ông lão trước mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, ông lão này nghiêm túc đấy à? Ông lão cung kính, nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt không thèm che giấu. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của đối phương, Diệp Quân biết, có lẽ hắn đã đánh giá thấp vị trí của vị học sĩ tối thượng trong nền văn minh Tu La. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nói, chúng ta đi gặp học sĩ tối thượng đi. Thấy Diệp Quân không có ý đó, ông lão cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không dám nhiều lời nữa, vội nói, được. Nói xong, ông ta làm động tác mời. Diệp Quân và Nhất Niệm tiếp tục đi theo ông lão, trên đường. Diệp Quân nhìn lướt qua xung quanh, ánh mắt dần lạnh như băng. Người bán hàng rõ ràng cố ý nhắm vào hắn, mà hắn không hề quen ông ta, chắc chắn có người xúi dục sau lưng ông ta. Ai xúi dục? Trong lòng Diệp Quân đã hiểu rõ. Bên kia, trên đường phố, một cô gái lạnh lùng nhìn hai người Diệp Quân từ phía xa. Cô gái đó chính là bàn thống lĩnh của Tu La Vệ. Cô ta cảm thấy khá ngạc nhiên khi Diệp Quân xuất hiện, đương nhiên. Càng nhiều hơn là mừng rỡ. Quan tài máu. Thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 4,
cô ta đã có ý tưởng, đương nhiên, cô ta sẽ không ngu xuẩn đến mức chủ động nhắm vào Diệp Quân. Học sĩ tối thượng đó không phải là người mà cô ta có thể chọc vào. Vì vậy, mặc dù trước đó cô ta đã có ý đồ, nhưng cũng không biết nên làm thế nào, bây giờ Diệp Quân đã tới nền văn minh Tu La. Cô ta không dám làm gì, không có nghĩa là những người khác ở trong nền văn minh Tu La cũng không dám làm gì. Bàn thống lĩnh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Trên đường phố, Nhất Niệm đang chơi với tượng gỗ nhỏ. Diệp Quân hơi tò mò, đây là gì? Nhất Niệm khẽ mỉm cười, sau đó đến gần Diệp Quân, nói nhỏ, đợi đến lúc nào không có người khác thì ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói, được. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân và Nhất Niệm đi theo ông lão tới trước một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy, có một người thanh niên mặc áo bào trắng đứng trước cửa. Người thanh niên đi tới trước mặt ba người Diệp Quân, y khẽ nhíu mày, Khưu Sử, ông không ở bên ngoài trấn giữ, tới đây làm gì? Khưu Sử vội vàng hành lễ, sau đó nói, thưa Vũ học sĩ, hai vị khách này là bạn của học sĩ tối thượng. Vừa nói, ông ta vừa vội vàng nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân lấy huy hiệu ra. Ngay khi nhìn thấy huy hiệu, Vũ học sĩ hơi sửng sốt, y quan sát Diệp Quân và Nhất Niệm. Sắc mặt lạnh như băng nhất thời dịu xuống, hai vị chờ chút. Nói xong, y xoay người đi vào trong điện. Diệp Quân nhìn xung quanh, cau mày, bởi vì hắn phát hiện, có một số người ở xung quanh đang dòm ngó hắn. Đúng lúc này, có một người thiếu niên đột nhiên từ xa đi tới, người thiếu niên mặc bộ vân bào, trên mặt là nụ cười như có như không. Nhìn thấy người thiếu niên, Khưu Sử vội vàng cung kính thi lễ, sau đó nói, thuộc hạ kính chào cậu chủ Khương. Thái A Khương. Ở trong nền văn minh Tu La, có ba đại gia tộc, theo thứ tự là tộc Thái A, tộc Tu La và Huyền tộc. Tam đại gia tộc, quyền thế ngút trời. Thái A Khương không để ý tới Khưu Sử, mà nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, ngươi chính là Diệp Quân à? Diệp Quân hơi kinh ngạc, ngươi biết ta sao? Thái A Khương cười nói, nghe nói ngươi đã lấy được thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 4, ta rất tò mò. Có ngại lấy ra cho ta xem thử không? Diệp Quân gật đầu, ngại. Thái A Khương híp mắt lại, nụ cười vẫn như cũ, không nể mặt như vậy sao? Diệp Quân thản nhiên nhìn Thái A Khương, sau đó quay đầu nhìn về phía Khưu Sử ở bên cạnh, ở chỗ này của các ông, giết người có phạm pháp không? Khưu Sử trợn mắt há mồm. Ha ha! Thái A Khương đột nhiên cười lớn, ở chỗ này của bọn ta, kẻ mạnh là vua. Giết người không phải vấn đề gì lớn, đến giết ta đi. Còn chưa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Thái A Khương. Diên Trì Nhất Kiếm. Hơn nữa còn là kiếm Thanh Huyên. Vừa mới gặp đã thẳng thắn dứt khoát như vậy. Đồng tử của Thái A Khương đột nhiên co rút lại, phất tay áo, trước mặt gã ta xuất hiện một tấm khiên ma thuật. Tấm khiên ma thuật vỡ tan tành, kiếm Thanh Huyên cách giữa trán Thái A Khương 5 tấc. Gần như đúng lúc đó, một ông lão áo sợi gai xuất hiện sau lưng Thái A Khương, ông ta nắm chặt tay phải, không dám ra tay. Thái A Khương nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trước mặt, sắc mặt tái xanh. Thua trong chốc lát, Diệp Quân không giết Thái A Khương, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay về trong tay hắn, hắn nhìn Thái A Khương, sau đó nói, bị người khác xúi dục, chết trong mơ hồ, có đáng không? Vừa nói. Hắn vừa nhìn ông lão áo sợi gai phía sau Thái A Khương, ông thấy sao? Ông lão áo sợi gai hơi chắp tay, cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ. Nói xong, ông ta lập tức dẫn Thái A Khương xoay người rời đi. Thái A Khương đột nhiên nói, nếu không phải nhờ thanh kiếm kia thì ngươi. Im miệng, ông lão áo sợi gai đột nhiên gầm lên như sấm. Sắc mặt Thái A Khương hơi khó coi. Ông lão áo sợi gai lạnh lùng nhìn Thái A Khương. Sau đó chắp tay với Diệp Quân, vị công tử này, tộc Thái A ta quả thật không biết chuyện này, nếu không, nhất định sẽ không để gã ta nhắm vào cậu, hôm nay đã đắc tội nhiều rồi, thực xin lỗi, ngày sau nếu công tử có thời gian rảnh, mời tới tộc Thái A, để tộc Thái A ta làm tròn chức trách của chủ nhà. Diệp Quân mỉm cười nói, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tới quấy rầy. Ông lão áo sợi gai chắp tay lần nữa, vô cùng hoan nghênh. Nói xong. Ông ta dẫn Thái A Khương xoay người rời đi. Sau khi hai người rời đi,
Tiểu tháp trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên nói, ta cứ tưởng là ngươi sẽ giết gã. Diệp Quân cười khẽ, tại sao? Tiểu tháp nói, tại sao không giết chứ? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, thiếu niên đó rõ ràng là bị người khác lợi dụng, nếu ta giết gã, thì chẳng khác nào kết thù với tộc Thái A, như mong muốn của người đó. Sau đó, tộc Thái A chắc chắn sẽ trả thù ta bằng bất cứ giá nào, khả năng cao là ta không đánh lại họ, sau đó lại chạy trốn, khi không còn trốn được nữa, lại để cho cô váy trắng hoặc ông nội giải quyết ư. Tiểu tháp yên lặng. Diệp Quân khẽ mỉm cười, có một vài phiền phức có thể tránh được, giống như lần này, người nghĩ xem, thiếu niên đó bị người khác lợi dụng, tộc Thái A có tức giận không? Chắc chắn là có tức giận, nếu như vậy, ta sẽ ít đi một đối thủ, lại còn có khả năng sẽ có nhiều thêm một thế lực đồng minh. Tiểu tháp khẽ nói, người đã trưởng thành hơn rất nhiều. Diệp Quân mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía cửa đại điện, ở đó, một cô gái bước ra. Cô ta khoác trên mình một bộ áo bào trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi nào. Chính là học sĩ tối thượng. Học sĩ tối thượng đi nhanh đến trước mặt ba người Diệp Quân, lúc này Khưu Sử quỳ thẳng xuống, run giọng nói, thuộc hạ kính chào học sĩ tối thượng. Học sĩ tối thượng khẽ mỉm cười, không cần đa lễ. Khưu Sử cúi lại, rồi mới chậm rãi đứng dậy, sau đó cung kính đứng ở một bên, luôn cúi đầu xuống, không dám đứng thẳng. Học sĩ tối thượng nhìn về phía Diệp Quân, mỉm cười nói, xin lỗi, ta vừa mới làm nghiên cứu học thuật, nếu không, ta sẽ đích thân đi tiếp đón ngươi. Đích thân tiếp đón. Nghe học sĩ tối thượng nói vậy, mí mắt Khưu Sử ở một bên khẽ giật, vô cùng khiếp sợ. Học sĩ tối thượng cười nói, mời đi theo ta. Nói xong, cô ta xoay người đi vào trong điện. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, khoan đã. Học sĩ tối thượng xoay người nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên ta tới đây, gặp một chút phiền phức, là vị tiền bối Khưu Sử ở bên cạnh đã giải quyết giúp ta, chuyện này hơi phức tạp, ông ấy sẽ không bị người khác nhắm vào chứ. Nghe vậy, Khưu Sử nhất thời hơi cảm động, thật ra, lúc thấy Thái A Khương nhằm vào Diệp Quân, ông ta cũng biết chuyện này không đơn giản. Rõ ràng, người đàn ông trung niên chủ quầy hàng lúc trước cũng bị người khác xúi giục. Mà ông ta đã ra tay giết đối phương trong tình huống không biết chuyện, chắc chắn đã đắc tội với một vài người, hơn nữa, ông ta còn không biết đã đắc tội với ai. Ở trong nền văn minh Tu La, ông ta là cái thá gì chứ? Nếu có người muốn ông ta biến mất thì chỉ cần một cái nháy mắt. Lúc này Diệp Quân nói chuyện này với học sĩ tối thượng, hiển nhiên, là vì muốn xin cho ông ta một tấm bùa cứu mạng, ông ta dĩ nhiên rất cảm động. Học sĩ tối thượng nhìn về phía Khưu Sử, từ giờ trở đi, ông tới học viện tối thượng của ta làm việc, a khổ, người sắp xếp đi. Thiếu niên áo trắng sau lưng cô ta vội vàng gật đầu, vâng. Khưu Sử cúi người thật sâu, kích động không thôi. Học sĩ tối thượng dẫn Diệp Quân và Nhất Niệm đi vào trong đại điện. Bên kia, ông lão áo sợi gai lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái A Khương trước mặt, không nói lời nào. Thái A Khương trầm giọng nói, tam thúc, chúng ta cần gì phải sợ hắn chứ? Hắn chỉ là một người bên ngoài thôi mà. Ngu xuẩn! Ông lão áo sợi gai gầm lên, chòm râu rung lên vì tức giận, vốn định nói gì đó, nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện giữa sân. Thấy người đến, sắc mặt Thái A Khương khẽ biến, vội vàng hành lễ thật sâu, kính chào tộc trưởng. Người đàn ông trung niên trước mắt chính là tộc trưởng của tộc Thái A. Tên là Thái A Thiên. Thái A Thiên nhìn Thái A Khương, khẽ gật đầu, về tộc trước đi. Thái A Khương cung kính hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra. Sau khi Thái A Khương đã ra ngoài, Thái A Thiên mới bình tĩnh nói với trưởng lão các, loại bỏ gã khỏi danh sách ứng cử viên cho ngôi vị thế tử, không cần phải quan tâm và bồi dưỡng gã nữa. Ông lão áo sợi gai muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thái A Thiên bình tĩnh nói. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình phạm sai lầm, đáng sợ hơn là đến chết cũng không hối cải sau khi phạm phải sai lầm, loại người như vậy, không đáng để bồi dưỡng. Ông lão áo sợi gai thấp giọng thở dài. Thái A Thiên xoay người nhìn về phía học điện tối thượng ở xa, sau đó nói, người đâu? Vừa dứt lời, một cái bóng xuất hiện sau lưng Thái A Thiên. Thái A Thiên bình tĩnh nói. Cái bóng nói. Người đã xúi giục cậu chủ Khương là thế tử huyền minh của huyền tộc,
còn thông tin Diệp công tử có được truyền thừa của nền văn minh vũ trụ cấp 4 là do bản thống lĩnh của Tu La vệ cố ý truyền ra. Thái A Thiên híp mắt lại, bản thống lĩnh đang muốn mượn đao giết người, còn huyền tộc muốn mượn tộc Thái A ta để thử năng lực của thiếu niên kiếm tu kia. Nói đến đây, ông ta quay đầu nhìn về phía ông lão áo sợi gai, lấy đầu của bản thống lĩnh đi, sau đó đưa cho Diệp công tử. Ông lão áo sợi gai vội nói, tộc trưởng, bản thống lĩnh là thống lĩnh của Tu La vệ, nếu chúng ta. Thái A Thiên vung tay, cô ta cũng chỉ là con kiến mà thôi, Tu La vệ sẽ không vì một cô gái mà trở mặt với tộc Thái A. Ông lão áo sợi gai trầm giọng nói, nhưng làm như vậy thì chúng ta cũng không có ích lợi gì. Thái A Thiên bình tĩnh nói, ta đã cầu kiến học sĩ tối thượng 3 lần, cả 3 lần, cô ta đều không hề xuất hiện để gặp ta, nhưng lần này, cô ta đích thân tiếp đón thiếu niên kia. Vừa nói, ông ta vừa nhắm mắt lại, đương nhiên, quan trọng nhất là người thiếu niên kia đã nể mặt tộc Thái A, hắn kính ta một bậc, ta kính hắn một trượng. Không thể đo lường. Ở một nơi nào đó trong bóng tối, bàn thống lĩnh ngồi xếp bằng trong phòng, hai tay khoanh trước ngực. Toàn thân toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Cô ta đang tu luyện Tu La quỷ thuật công pháp đứng thứ 3 trong nền văn minh Tu La. Công pháp này có một điểm đặc thù, đó là càng chiến đấu, thực lực của bản thân sẽ càng mạnh. Toàn bộ các Tu La vệ ở bên ngoài cũng đang tu luyện công pháp này. Khí tức của bản thống lĩnh ngày càng mạnh mẽ, cô ta sắp đột phá. Đột nhiên, cô ta đột nhiên mở mắt, lúc này... Một đạo huyết mang chém đến trước mặt cô ta không chút động tĩnh. Sắc mặt của bàn thống lĩnh thay đổi, cô ta cầm thanh đao dài bên cạnh bằng tay phải, chặn ngay trước mặt. Bụp! Cùng với một luồng sáng sắc lạnh xuất hiện, bàn thống lĩnh bị đánh bay, khi cô ta dừng lại, một luồng sáng lạnh khác giết đến, luồng sáng sắc lạnh này còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã xuyên qua lông mày của cô ta. Xoẹt! Bàn thống lĩnh bị trấn áp ngay tại chỗ. Bàn thống lĩnh vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, ta là Tu La vệ, các ngươi lại dám. Cô ta còn chưa nói xong, cơ thể đột nhiên trở nên hư ảo. Cảm nhận được cảnh tượng này, bàn thống lĩnh sợ hãi tột độ, lúc này, một sức mạnh thần bí đột nhiên bao trùm lấy cô ta. Bàn thống lĩnh kinh hãi nói, hoàng thống soái, cứu ta. Lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu bàn thống lĩnh. Hoàng thống soái. Thống soái cao nhất của Tu La Vương. Hoàng thống soái lạnh lùng nhìn phương xa, tộc Thái A, không biết thuộc hạ của ta đã đắc tội gì, khiến các ông ra tay chém giết như vậy. Lúc này, một ông lão áo sợi gai từ xa chậm rãi bước ra, ông ta bình tĩnh nói, Hoàng thống soái, ông thật sự không biết người của ông đã làm gì sao? Hoàng thống soái cau mày, từ từ quay sang nhìn bàn thống lĩnh. Khuôn mặt của bàn thống lĩnh tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt cô ta đầy vẻ kinh hãi. Ông lão áo sợi gai bình tĩnh nói, ta đã điều tra biết được rằng, bàn thống lĩnh từng xảy ra vài chuyện không vui với Diệp công tử, nhưng vì học sĩ tối thượng nên bàn thống lĩnh không dám nhắm vào Diệp công tử. Có điều sau khi Diệp công tử đến nền văn minh Tu La của chúng ta, bàn thống lĩnh đã bí mật tung tin đồn rằng Diệp công tử có truyền thừa của di sản văn minh vũ trụ cấp 4, muốn mượn đao giết người. Hoàng thống soái nhìn chằm chằm vào bàn thống lĩnh. Sắc mặt bàn thống lĩnh cực kỳ khó coi, mặc dù ta đã lan truyền tin tức rằng tu kiếm trẻ tuổi đó có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 4, nhưng ta không xúi dục Thái A Khương nhắm vào hắn. Chuyện này liên quan gì đến ta? Ông lão áo sợi gai liếc nhìn bàn thống lĩnh, trầm giọng nói, thấy ngươi chướng mắt, ta muốn giết ngươi, được không? Bàn thống lĩnh, hoàng thống soái đột nhiên nói, chuyện này. Ông lão áo sợi gai đột nhiên hất tay áo. Tia sáng lạnh lẽo giữa hai lông mày của bàn thống lĩnh đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, đầu của bàn thống lĩnh bay thẳng ra ngoài, cuối cùng bị luồng sáng lạnh tanh đưa đến trước mặt ông ta. Rầm! Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng khiếp khóa chặt ông lão áo sợi gai. Ông lão áo sợi gai không hề sợ hãi, ông ta lạnh lùng liếc nhìn hoàng thống soái, hoàng thống soái, ta giết cô ta, nếu ông muốn báo thù thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể tiếp ông. Nói xong. Ông ta xoay người, biến mất ở phương xa. Sắc mặt hoàng thống soái cực kỳ u ám. Ở một diễn biến khác, trên một đỉnh núi nào đó, một người đàn ông áo trắng đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, dựa vào một gốc cây khô, phía dưới là dãy núi dài vô tận, mây mù bao phủ giữa những ngọn núi như sương mù, tựa như xứ sở thần tiên.
Người này là Huyền Minh thế tử của Huyền tộc. Bên cạnh Huyền Minh có một ông lão mặc áo bào đen, tóc hoa râm, thân hình hơi khom. Huyền Minh đột nhiên cười nói, ta vừa mới nhận được tin tức, bàn thống lĩnh đã chết. Ông lão bình tĩnh nói, đáng đời, không tự biết lượng sức mình. Huyền Minh cười nói, cô ta đánh giá thấp học sĩ tối thượng, đùa à? Người có thể được học sĩ tối thượng coi trọng sao có thể là người bình thường được chứ? Ông lão trầm giọng nói, vậy tại sao thiếu chủ lại đi xúi dục Thái A Khương? Huyền Minh cười nói, ông đoán thử xem. Ông lão lắc đầu, không đoán được. Huyền Minh mỉm cười, sau đó nói, bởi vì thiếu niên kiếm tu kia quả thật có thần vật của nền văn minh cấp 4. Ông lão trầm giọng nói, nhưng hắn là người được học sĩ tối thượng coi trọng. Huyền Minh khẽ gật đầu, đây là một vấn đề. Ông lão nhắc nhở, thiếu chủ, thiếu niên kia không đáng sợ, nhưng học sĩ tối thượng. Tuy rằng cô ta không tham gia bất kỳ phe phái tranh đấu nào, nhưng nếu cô ta có ý đối địch với Huyền tộc chúng ta thì chắc chắn là một tai họa đối với Huyền tộc. Nếu thật sự đến lúc đó e rằng gia tộc sẽ không bảo vệ được thiếu chủ. Huyền Minh nhìn biển mây xa xăm, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ông à. Nếu chúng ta có thể có được thần vật của nền văn minh cấp 4, cho dù đắc tội với học sĩ tối thượng thì đã sao? Ông lão im lặng. Nếu thực sự có được thần vật đó, đồng thời giá trị của thần vật đó đủ lớn thì Huyền tộc vẫn có thể hứng chịu được việc đắc tội với học sĩ tối thượng, dù sao học sĩ tối thượng cũng không thể vì một người ngoài mà liều chết cùng Huyền tộc. Ông lão nhìn về phía Huyền Minh, sao thiếu chủ có thể khẳng định được giá trị thần vậy mà thiếu niên đó có đủ lớn? Huyền Minh cười nói, trước đây ta cũng không chắc lắm, cho nên mới xúi dục Thái A Khương đi thăm dò, nhưng bây giờ, ta đã có thể khẳng định chắc chắn, giá trị của thần vật mà thanh niên đó sở hữu là không thể đo lường được. Ông lão hơi híp mắt, thanh kiếm kia à? Mình up chuyện vào 8 giờ sáng hàng ngày nhé. Huyền Minh gật đầu, thực lực của Thái A Khương không hề yếu, là cường giả 8 phần thần tính đỉnh cao, chiến lực thật sự có thể so sánh với một vài cường giả 9 phần thần tính. Hơn nữa, khi đối mặt với nhát kiếm của thiếu niên đó, gã thậm chí còn phát hiện pháp bảo trời sinh là ma khiên tu la chỉ như một tờ giấy mỏng trước mặt thanh kiếm đó. Phải biết rằng, đó là bảo vật, ít nhất có thể xếp trong hạng 10 bảo vật của tộc Thái A, nhưng... Nói đến đây, vẻ mặt của gã dần dần trở nên nghiêm túc, quan trọng nhất là một nhát kiếm phá vỡ thời không. Đồng tử của ông lão đột nhiên co rụt lại, cái này. Thời không. Thời không nơi này khác với thời không bên ngoài, thời không ở đây được trận pháp tu la gia tăng sức mạnh, vì vậy cực kỳ kiên cố. Chỉ có cường giả độc khai nhất đạo mới có thể lay chuyển, mà Diệp Quân chỉ mới là cường giả thần cảnh, đương nhiên hắn không có thực lực làm chấn động thời không ở đây. Kiếm! Là vì thanh kiếm đó. Huyền Minh cười nói, hơn nữa ta đoán, thanh kiếm kia cũng chỉ là một trong số đó, hắn nhất định còn có những thần vật khác. Ông lão nhìn Huyền Minh, trầm giọng nói, thiếu chủ muốn đánh cược thật sao? Huyền Minh cười nói, sao lại không cược chứ? Đó gọi là mưu cầu phú quý trong cảnh hiểm nguy, là một cơ hội của Huyền tộc. Đương nhiên, chuyện này không thể vội, cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một khi ra tay thì phải giết luôn, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trầm mặc một lát, ông lão khẽ gật đầu, cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Huyền Minh đột nhiên hỏi, tộc Tu La có thái độ thế nào? Ông lão lắc đầu, không biết, đến tận bây giờ bọn họ cũng không cử người đi tiếp xúc với thiếu niên kiếm tu, có lẽ bọn họ đang chờ xem. Huyền Minh cười nhạt, kể từ khi người kia chết, tộc Tu La không xuất hiện thêm bất kỳ ai giống vậy, do đó những năm qua bọn họ trở nên cực kỳ khiêm tốn. Ông lão trầm giọng nói, cẩn thận lời nói. Huyền Minh mỉm cười không nói nữa. Học điện tối thượng. Sau khi học sĩ tối thượng đưa Diệp Quân vào đại điện, toàn bộ đại điện là một vũ trụ tinh không đặc biệt, trong vũ trụ tinh không này có vô số chùm sáng, những cuốn sách cổ treo lơ lửng trong những chùm sáng đó. Diệp Quân nhìn xung quanh, đôi mắt đầy tò mò. Nhất Niệm bên cạnh đã cất tượng gỗ đi, cô ta liếm những viên kẹo, không ngừng nhìn xung quanh, cảm thấy khá hứng thú. Đối với cô ta, mọi thứ đều mới mẻ. Học sĩ tối thượng liếc mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, cô gái này là ai? Diệp Quân cười nói, muội muội của ta. Học sĩ tối thượng chớp mắt, muội muội ư? Diệp Quân gật đầu, ừ. Học sĩ tối thượng nhìn Nhất Niệm, Nhất Niệm mỉm cười cũng gật đầu.
Cô ta đã tiếp thu hầu hết thông tin kiến thức của nền văn minh vũ trụ quan huyên, vì vậy cô ta biết ý nghĩa của hai từ muội muội, cô ta nghĩ cách gọi này của Diệp Quân cũng rất hay. Bao gồm cả Diệp Quân, cô ta cũng cảm thấy rất tốt, bởi vì mỗi ngày cô ta sẽ được cho 3 cây kẹo hồ lô, hơn nữa có lúc hắn còn nấu ăn cho cô ta. Đến bây giờ cô ta vẫn không nghĩ ra được, sao người này lại có thể thu phục được ngọn lửa thiên hành. Cô ta không thể tiếp xúc với ngọn lửa thiên hành, bởi vì ngọn lửa thiên hành đã bị phong ấn, cô ta hoàn toàn không thể tiếp xúc được. Học sĩ tối thượng liếc nhìn, mỉm cười, không nói gì nữa, cô ta dẫn theo hai người Diệp Quân đi tới một cái đỉnh tinh không, làm ra tư thế mời, mời ngồi. Diệp Quân gật đầu, sau đó dẫn theo Nhất Niệm ngồi xuống, lúc này học sĩ tối thượng mới nói, thật sự xin lỗi, ta không ngờ lại có người nhằm vào ngươi. Diệp Quân cười nói, không sao. Học sĩ tối thượng trầm giọng nói, ta đã điều tra rõ ràng, là bàn thống lĩnh cố tình lan truyền thông tin, nói rằng ngươi đã có được thần vật của nền văn minh vũ trụ cấp 4. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên xuất hiện một ông lão mặc áo sợi gai, ông lão hành lễ với học sĩ tối thượng, nói kính chào học sĩ tối thượng. Học sĩ tối thượng nhìn ông lão áo sợi gai, có chuyện gì vậy? Ông lão áo sợi gai lại hành lễ. Sau đó xòe bàn tay ra, một cái đầu bay tới trước mặt Diệp Quân. Đó là đầu của bàn thống lĩnh. Ông lão áo sợi gai chắp tay về phía Diệp Quân nói, Diệp công tử, lúc trước tộc Thái A của ta đã đắc tội với cậu, mong cậu thứ lỗi. Diệp Quân liếc nhìn cái đầu, sau đó cười nói, chuyện qua rồi. Ông lão áo sợi gai khẽ mỉm cười, vâng. Ông ta vừa nói vừa quay người cung kính hành lễ với học sĩ tối thượng, rồi biến mất. Diệp Quân nhẹ nhàng vung tay, cái đầu đẫm máu ngay lập tức biến thành tro bụi. Diệp Quân nhìn về phía học sĩ tối thượng, cười nói, lần này tới nền văn minh Tu La, ta muốn tìm hiểu nhiều hơn về nền văn minh Tu La, không quấy rầy cô chứ. Học sĩ tối thượng cười nói, đương nhiên là không, kỳ thực nếu Diệp công tử không tới thì ta cũng đang định đi tìm ngươi. Diệp Quân hơi kinh ngạc, tại sao? Học sĩ tối thượng ngẫm nghĩ, sau đó nói. Diệp công tử, mạo muội hỏi một câu, tổ tiên của ngươi có nhân vật nào? Cực kỳ mạnh không? Diệp Quân chớp mắt không nói gì. Học sĩ tối thượng đứng dậy đi tới gần Diệp Quân, nghiêm túc nói, ngươi lén nói bí mật cho ta, ta đảm bảo nhất định sẽ không truyền ra ngoài, thật đấy. Diệp Quân. Học sĩ tối thượng nhìn Diệp Quân cực kỳ nghiêm túc, cô ta không đùa. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, vì huyết mạch của ta à? Học sĩ tối thượng gật đầu, lúc đầu sau khi ta trở về vẫn luôn nghiên cứu giọt tinh huyết mà ngươi cho ta, phát hiện trong giọt tinh huyết đó có chứa đựng sức mạnh huyết mạch vượt xa những gì ta nghĩ. Nói đến đây, cô ta bỗng trở nên phấn khích, ta thế mà lại không thể cảm nhận được giới hạn huyết mạch của ngươi, quả thật là khó tin. Diệp Quân hơi tò mò, cô nghiên cứu thế nào? Học sĩ tối thượng cười nói, một loại bí pháp. Diệp Quân khẽ cười nói. Huyết mạch này tên là huyết mạch phong ma, là huyết mạch độc nhất của nhà họ Dương, đạt đến đỉnh cao ở thời đại ông nội ta. Còn rốt cuộc ông nội ta mạnh thế nào, nói thật thì ta cũng không biết vì cho đến nay ta chưa từng thấy ông ấy điên cuồng. Thật ra hắn cũng khá tò mò. Cho dù là hắn hay cha hắn, huyết mạch phong ma đều không thuần khiết như ông nội, cho nên hắn rất tò mò, nếu ông nội đánh thức huyết mạch phong ma hoàn toàn thì sẽ như thế nào. Nghe Diệp Quân nói thế, học sĩ tối thượng suy ngẫm một lát rồi nói, ngoài huyết mạch phong ma này, trong người ngươi còn hai loại huyết mạch đặc biệt nữa, đúng không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Học sĩ tối thượng chớp mắt, có thể cho ta một ít không? Diệp Quân cười nói, được. Dứt lời, hắn giơ ngón tay lên, hai giọt tinh huyết từ từ bay đến trước mặt học sĩ tối thượng. Trong hai giọt tinh huyết đó có chứa sức mạnh phàm nhân và sức mạnh viêm hoàng. Khi nhìn thấy hai giọt tinh huyết này, ánh mắt học sĩ tối thượng sáng lên, cô ta nhanh chóng lấy một chiếc bình ngọc màu trắng ra, sau đó cẩn thận đổ hai giọt tinh huyết đó. Diệp Quân bỗng nói, học sĩ tối thượng, có thể nói một chút về nền văn minh Tu La không? Ta rất tò mò về nền văn minh của các cô. Học sĩ tối thượng cười nói, tên thật của ta là Tín Du, người gọi ta Tín Du là được. Diệp Quân gật đầu, được. Tín Du nói, nền văn minh Tu La của bọn ta bắt đầu từ 12 tỷ năm trước. Tu La vương thế hệ đầu tiên của lúc đó vì có được vài cơ hội đặc biệt nên sức mạnh của họ tăng lên rất nhanh,
cuối cùng đã dẫn dắt người dân bọn ta tạo ra nền văn minh Tu La. Những ngày sau đó, được ông ấy lãnh đạo nên nền văn minh Tu La của bọn ta bắt đầu chinh phục vũ trụ, hơn nữa thâu tóm những nền văn minh vũ trụ khác, thế nên sức mạnh của nền văn minh bọn ta đã phát triển nhanh chóng. Nói đến đây cô ta nhìn Diệp Quân mỉm cười, bây giờ bọn ta đang có xu hướng dồn hết sức mạnh của cả nền văn minh tiến đến nền văn minh vũ trụ cấp 4. Diệp Quân hơi tò mò, tiến đến nền văn minh vũ trụ cấp 4 ư? Tín Du gật đầu, ừ. Diệp Quân hỏi tiếp, làm sao để phân biệt được nền văn minh vũ trụ cấp 4 và nền văn minh vũ trụ cấp 3? Tín Du suy nghĩ, sau đó nói, cách đơn giản nhất có hai kiểu, một là trong nền văn minh này có cường giả đỉnh cấp độc khai nhất đạo. Diệp Quân lắc đầu, ta biết nền văn minh vũ trụ xâm lâm, thủy tổ của họ đều đạt tới độc khai nhất đạo. Tín Du bỗng cười nói, là Việt cổ thị người mà đạt được độc khai nhất đạo thông qua nền văn minh vũ trụ cấp 4 đó à? Diệp Quân gật đầu. Tín Du lắc đầu, ông ta là giả đó. Diệp Quân sửng sốt. Tín Du giải thích, cái gọi là độc khai nhất đạo không chỉ là nói đến một cảnh giới, mà còn là một mình tạo ra một đại đạo. Hơn nữa còn phải là một đại đạo hoàn hảo, trình độ đó của ông ta thậm chí còn không hơn được những đại đạo hiện có, chứ đừng nói đến độc khai nhất đạo. Diệp Quân lặng thinh. Hàng giả. Mẹ nó chứ. Dây dưa một thời gian, tên đó thế mà lại là hàng giả. Nhưng nghĩ lại thì hình như cũng rất bình thường, dù sao cảm giác mà ông ta và tông chủ của quá khứ tông đem lại cho hắn hoàn toàn khác nhau. Dù là hắn, đến giờ chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ đó cũng cảm thấy hơi bất lực. Tín Du nói tiếp, ta đã từng nghiên cứu cảnh giới độc khai nhất đạo, cường giả cấp bậc này vượt xa đại đạo hiện có. Hơn nữa tự mình mở ra một con đường, nói đơn giản là ông ta có cách tu luyện của riêng mình, không còn phải đi theo quỹ đạo của đại đạo nữa. Độc khai nhất đạo cũng phân chia mạnh và yếu, có tất cả ba loại, một là đại đạo do đối phương mở ra công bằng với đại đạo hiện có, không có phân biệt cao thấp, chúng ta gọi đây là cảnh giới bình đạo. Cô ta dừng một chút, sau đó nói tiếp, loại thứ hai chính là đại đạo được tạo ra phải hơn hẳn đại đạo hiện có. Chúng ta độc khai nhất đạo ở cấp bậc này là cảnh giới ách đạo, thông thường có cường giả cấp bậc này tương đương với nền văn minh vũ trụ cấp 3. Diệp Quân hơi tò mò, còn loại thứ 3 thì sao? Tín Du trầm giọng nói, khai đạo. Diệp Quân, khai đạo ư? Tín Du gật đầu, cái gọi là khai đạo này tức là sau khi ông ta độc khai nhất đạo thì đạo này đã được hoàn thành, là một đại đạo hoàn toàn mới, có thể cho người đời tu hành và đi theo đại đạo của ông ta. Cường giả ở cấp bậc này muốn giết một người trong vũ trụ đại đạo của ông ta thật sự quá đơn giản, chỉ một câu nói là được. Khai đạo. Diệp Quân im lặng không nói, hắn không chắc tông chủ của quá khứ tông có phải là cảnh giới khai đạo hay không. Tín Du nói tiếp, nền văn minh Tu La có hơn 10 tỷ năm lịch sử nhưng không ai có thể trở thành khai đạo, thủy tổ nền văn minh mạnh nhất cũng chỉ là bán bộ khai đạo mà thôi. Diệp Quân nhìn Tín Du cô nương. Lúc nãy cô nói các cô muốn tiến đến nền văn minh vũ trụ cấp 4 có phải là thủy tổ nền văn minh các cô sắp đạt đến cảnh giới khai đạo không? Tín Du lắc đầu, không phải. Diệp Quân sửng sốt. Tín Du cười nói, chẳng phải vừa rồi ta đã nói có hai cách có thể đạt đến nền văn minh vũ trụ cấp 4 đó sao? Cách thứ hai chính là kỹ thuật, nếu con đường kỹ thuật có thể đạt đến vũ trụ vật chất thì bọn ta có thể dẫn dắt cả nền văn minh thăng cấp, đạt đến nền văn minh vũ trụ cấp 4. Diệp Quân hơi hiếu kỳ, vũ trụ vật chất. Tín Du gật đầu, người có biết nền văn minh thiên hành không? Diệp Quân khẽ gật đầu, ừ, có. Tín Du trầm giọng nói, khi bọn họ quét sạch một nền văn minh vũ trụ, họ đã dùng đến lửa thiên hành, sở dĩ lửa thiên hành này đáng sợ như thế là vì nó có thể vật chất hóa vũ trụ, mọi thứ ở những nơi nó đi qua đều biến thành bụi, trở về trạng thái ban đầu, ngay cả đại đạo cũng có thể bị xóa sổ. Vũ trụ vật chất. Diệp Quân lặng thinh, trong người hắn có một ngọn lửa thiên hành. Cho đến hiện giờ, ngọn lửa thiên hành này đều không có động tĩnh gì, cũng không thể nói chuyện được, khiến hắn cảm thấy hơi bất lực. Tín Du bỗng nói, hiện giờ bọn ta thiếu một cơ hội, chỉ cần có thời cơ, kỹ thuật nền văn minh vũ trụ của bọn ta có thể đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Diệp Quân nói, ý là sao? Tín Du cười nói, mấy ngàn năm trước, bọn ta tình cờ nhặt được một thể chữ bí ẩn. Thể chữ bí ẩn đó đến từ một nền văn minh khá mạnh, ta đã nghiên cứu nền văn minh vũ trụ đó, ít nhất là nền văn minh vũ trụ cấp 4.
Qua những gì ta nghiên cứu trong nhiều năm, ta đã từ từ giải được chữ đó, hơn nữa nghiên cứu được một bí thuật tu hành cổ đại từ nó, nhưng tiếc là vẫn chưa hoàn thiện, hơn nữa còn gặp phải vài vấn đề, bây giờ ta đang giải quyết những vấn đề này. Diệp Quân bỗng nói, Tín Du cô nương, nền văn minh thuật giả trước đó là nền văn minh vũ trụ cấp 4 thật sao? Tín Du gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, ta nhớ lúc đó cô từ chối giao dịch của họ. Tín Du khẽ gật đầu, ta không chấp nhận điều kiện mà họ đưa ra, cũng không thể chấp nhận, hơn nữa việc giúp người khác độc khai nhất đạo thật ra là một độc khai nhất đạo giả tạo, không phải là độc khai nhất đạo thật. Cô ta dừng một chút, sau đó nhìn Diệp Quân, nền văn minh thuật giả này có ý đồ không rõ ràng, người tiếp xúc với họ nhất định phải cẩn thận, Diệp Quân gật đầu. Hắn vẫn luôn có sự đề phòng với nền văn minh thuật giả bí ẩn đó. Nền văn minh ở cấp bậc này chắc chắn có âm mưu, hơn nữa còn là mưu đồ rất lớn. Tín Du đang định nói gì đó, lúc này một thiếu niên xuất hiện, rồi hành lễ, học sĩ tối thượng, mấy các lão mời cô đến, nói là có tiến triển mới. Nghe thế, Tín Du lập tức đứng lên, cô ta nhìn Diệp Quân cười nói, chỗ này của ta có rất nhiều sách, các ngươi có thể đọc tùy thích. Đợi ta giải quyết xong việc, ta quay lại tìm các ngươi. Diệp Quân cười nói, ừ. Tín Du vung tay lên, sau đó xoay người rời đi. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm bên cạnh, Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, thấy Diệp Quân nhìn sang, cô ta cong môi cười. Diệp Quân mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Niệm, thích đọc sách không? Nhất Niệm lắc đầu. Diệp Quân cười nói, vậy ta dẫn muội ra ngoài chơi. Nhất Niệm gật đầu. Cô ta ra ngoài là vì rất thích đi chơi. Diệp Quân dẫn Nhất Niệm rời khỏi học điện tối thượng, dò hỏi một chút, Diệp Quân dẫn Nhất Niệm đi đến trước một đại điện. Sau khi trả hai tổ nguyên, hai người bước vào trong đại điện, vừa mới bước vào đại điện, một khoảng không sao trời bao la xuất hiện trước mặt hai người họ. Sao trời mênh mông vô tận như biển cả. Biển sao? Đây là phong cảnh của nền văn minh Tu La. Nơi này vốn dĩ không phải của nền văn minh Tu La, mà là một bí cảnh đặc biệt nền văn minh Tu La phát hiện trong vũ trụ phát hiện vào năm đó, sau đó một vị cường giả tuyệt thế của nền văn minh Tu La rời nó đến đây bằng phép thần thông vô thượng. Nơi này có sức mạnh sao trời cực kỳ mạnh, rất thích hợp cho việc tu luyện, không chỉ thế phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người muốn tản bộ giải sầu. Diệp Quân nhìn xung quanh, có không ít nam nữ nắm tay chơi đùa. Mặc dù đều là người tu đạo nhưng không phải mọi người đều nói lời từ chối với con đường tình yêu. Diệp Quân quay sang nhìn Nhất Niệm bên cạnh, thấy mặt Nhất Niệm không cảm xúc, hắn hơi thắc mắc, nơi này có đẹp không? Nhất Niệm chớp mắt không nói gì. Diệp Quân cười khổ, muội không hứng thú với nơi này à? Nhất Niệm quay đầu lại nhìn đằng xa, liếm kẹo hồ lô khẽ nói, ta từng nhìn thấy nơi đẹp hơn. Diệp Quân khá hiếu kỳ, nơi đẹp hơn ư? Nhất Niệm gật đầu, nơi đó có rất nhiều ngôi sao, hơn nữa có màu khác nhau, rất đẹp. Diệp Quân hỏi, nơi nào thế? Nhất Niệm hơi cúi đầu xuống, đã không còn nữa. Diệp Quân sửng sốt, không còn nữa. Nhất Niệm gật đầu, ừ. Diệp Quân, bị hủy diệt rồi à? Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quân do dự, sau đó nói, đừng nói là do muội hủy diệt nó nhé. Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, không tính là thế. Diệp Quân bỗng nghiêm túc nói, Nhất Niệm, trước đây muội làm gì? Có thể nói cho ta nghe không? Nhất Niệm hơi cúi đầu xuống, khẽ nói, làm công ăn lương. Diệp Quân, Nhất Niệm thở dài, lại nói, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta đã đi làm công cho người ta rồi. Cứ 100 năm mới được nghỉ một năm, hơn nữa còn thường xuyên phải tăng ca. Diệp Quân, làm công. Diệp Quân lại hơi bất ngờ, vì hắn không ngờ Nhất Niệm lại là một người làm công. Hắn không hề nghi ngờ gì với những gì Nhất Niệm nói, bởi vì tiếp xúc với cô ta một thời gian, hắn vẫn khá hiểu rõ Nhất Niệm, cô gái này không biết nói dối, một là cô ta không nói gì, nếu có nói thì thường đều là sự thật. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm, cười nói, làm công có phải rất mệt không? Nhất Niệm gật đầu, hơi bất lực nói, rất mệt, cũng rất nhàm chán. Diệp Quân mỉm cười, vậy thì xin nghỉ việc thôi. Nhất Niệm hơi do dự. Diệp Quân hỏi, sao thế? Chủ của muội khó nói chuyện lắm à? Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quân cười nói, không sao, đến lúc đó ta dẫn muội đi,
ta sẽ nói chuyện với chủ của muội. Nhất Niệm mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân bỗng cười nói, đến đây. Dứt lời, hắn kéo Nhất Niệm đi về phía xa, hóa ra cách chỗ họ cả ngàn trượng là một vùng biển, biển sao mênh mông. Biển sao này tồn tại dưới tinh không, vô số vì sao lấp lánh như thể tinh không treo ngược. Trên biển có rất nhiều nam nữ chèo thuyền dạo chơi. Sau khi trả hai tổ nguyên, Diệp Quân dẫn Nhất Niệm bước lên một chiếc thuyền không lớn, vừa cho hai người ngồi. Diệp Quân bỗng cúi xuống, hai tay ôm đầu nhìn ngôi sao vô tận đó, lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Mấy năm nay, hắn cũng từng phiêu du đến rất nhiều vũ trụ, cũng từng gặp rất nhiều phong cảnh cực đẹp nhưng rất ít khi dừng lại ngắm nhìn như hôm nay. Hắn vẫn luôn rất bận rộn. Lúc này Nhất Niệm bỗng ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, cô ta liếm kẹo hồ lô không nói gì. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm, cười nói, muội có ước mơ gì không? Nhất Niệm ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu. Diệp Quân sửng sốt, không có à? Nhất Niệm gật đầu, ừ. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, công việc. Diệp Quân nói, sau khi làm xong công việc thì sao? Nhất Niệm nói, chơi đu quay. Diệp Quân sửng sốt. Nhất Niệm bỗng nhìn kẹo hồ lô trong tay mình. Sau đó nói, ăn kẹo hồ lô. Diệp Quân lắc đầu, khẽ cười. Nhất Niệm nhìn Diệp Quân, huynh thì sao? Diệp Quân cười nói, vượt qua những người lớn trong nhà ta. Nhất Niệm nói, thời không trong người huynh là do người lớn trong nhà huynh tạo ra sao? Diệp Quân nói, cô của ta tạo ra. Nhất Niệm quay sang nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, cô của huynh rất mạnh. Diệp Quân bật cười nói, vậy sao? Nhất Niệm khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nghiêm túc nói, Nhất Niệm, muội đã giấu đi thực lực của mình, đúng không? Nhất Niệm nằm xuống bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn tinh không vũ trụ, khẽ nói, ta không giỏi đánh nhau. Diệp Quân cười nói, vậy sau này muội có thể học thêm nhiều một chút, vì vũ trụ này rất nguy hiểm. Nhất Niệm bỗng nói, hay là sau này huynh đi làm công ăn lương với ta nhé? Diệp Quân sửng sốt. Nhất Niệm mỉm cười nói, được không? Diệp Quân đùa, được thôi. Nhất Niệm rất vui, thật à? Diệp Quân gật đầu, đến lúc đó ta có thể đi thử cùng với muội, dù sao cũng đều là người khác làm việc cho ta chưa từng làm việc cho người khác bao giờ. Nhất Niệm cười nói, ừ, đến lúc đó huynh nấu cơm cho ta. Diệp Quân, cứ thế hai người nằm trên chiếc thuyền nhỏ, để mặc cho thuyền trôi theo dòng nước. Hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất, dĩ nhiên đều là Diệp Quân nói, Diệp Quân nhận ra Nhất Niệm hiếu kỳ với rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như làm sao làm được một cây kẹo hồ lô, lại như tại sao phải tu luyện, cô ta cứ như một đứa bé hiếu kỳ vậy. Cuối cùng Diệp Quân xác định cô gái Nhất Niệm này làm việc quá lâu rồi nên đã tách hẳn khỏi xã hội. Thảm thật đấy. Một lúc sau, Diệp Quân bắt đầu nướng cá ở trên thuyền cho Nhất Niệm. Nhất Niệm liếm kẹo hồ lô, mắt nhìn chằm chằm vào cá nước màu vàng óng đó, nước bọt chảy xuống. Nhìn thấy Nhất Niệm như thế, Diệp Quân bật cười, đưa cá nướng trong tay cho Nhất Niệm, Nhất Niệm vội nhận lấy, sau đó gói kẹo hồ lô lại rồi cho vào túi trúc nhỏ, lúc này mới bắt đầu ăn cá. Vì mái tóc che đi hết nửa khuôn mặt, lúc cô ta ăn cũng không tiện lắm, Diệp Quân vốn dĩ muốn nhắc cô một câu nhưng lại nghĩ thì chắc phải có nguyên nhân nào đó. Cô ta mới lấy tóc che đi nửa khuôn mặt trong thời gian dài như thế, nếu mình lên tiếng nhắc e là hơi mạo muội. Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó lấy một con gà từ trong chiếc nhẫn ra, sau một loạt động tác, hắn tiếp tục nướng cho Nhất Niệm. Mặc dù hiện giờ hắn đã không cần ăn rồi nhưng vẫn thường xuyên mang theo những thức ăn này, bởi vì nếu gặp được Nhị Nha và Tiểu Bạch, hắn có thể nấu cho hai người này ăn, hai người này đều rất thích ăn, nhất là Nhị Nha. Chẳng mấy chốc Nhất Niệm đã ăn hết cá nướng trong tay, sau đó cô ta lại nhìn gà nướng trong tay Diệp Quân, ánh mắt sáng rực. Diệp Quân bật cười, sau đó lấy một tờ giấy ra đưa cho Nhất Niệm mỉm cười, cầm lấy giấy lau khóe miệng mình. Ngay lúc này Nhất Niệm bỗng quay đầu nhìn lại, cách bên phải họ mười mấy trượng có một chiếc thuyền đang trôi nổi, trên chiếc thuyền là một đôi nam nữ đang thâm tình ôm hôn nhau. Nhất Niệm chớp mắt, sau đó nói, họ làm gì thế? Diệp Quân. Thấy Diệp Quân không trả lời, Nhất Niệm quay đầu lại nhìn Diệp Quân mặt đầy vẻ tò mò. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, họ đang chơi.
Nhất Niệm hỏi, chơi gì thế? Diệp Quân. Tiểu Tháp bỗng nói, đang tạo nghiệt. Diệp Quân. Nhất Niệm mỉm cười nói, chào Tiểu Tháp. Mặc dù cô ta từng ở trong Tiểu Tháp nhưng Tiểu Tháp chưa từng nói chuyện với cô ta, đây là lần đầu tiên. Tiểu Tháp nói, ừ. Nó cũng khá có thiện cảm với cô gái Nhất Niệm này, không có tâm tư xấu xa gì. Kéo dài thời gian. Lúc này, Diệp Quân và Nhất Niệm đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải, chỉ thấy tay người đàn ông bắt đầu không thành thật. Mới đầu họ chỉ ôm nhau nhưng bây giờ đã bắt đầu mò mẫm lên xuống, hơi thở của cả hai người đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Thấy thế, Diệp Quân sầm mặt. Nền văn minh Tu La này phóng khoáng vậy sao? Nhất Niệm nhìn đôi nam nữ đó, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Thấy đôi nam nữ đó càng lúc càng kích tình, Diệp Quân lập tức kéo Nhất Niệm lại, sau đó dẫn cô ta biến mất khỏi đó. Trên bờ ánh mắt Nhất Niệm đầy vẻ hiếu kỳ. Diệp Quân bật cười, đi thôi. Dứt lời, hắn kéo Nhất Niệm xoay người rời đi, hai người vừa ra khỏi đại điện, Diệp Quân không biết cảm nhận được gì mà đồng tử đột nhiên co rút lại, ngay sau đó hắn bỗng kéo Nhất Niệm ra phía sau, đồng thời vô số kiếm ý trào ra từ trong người hắn. Thế nhưng ngay khi vô số kiếm ý đó xuất hiện, thời không mà hắn đang đứng bỗng dừng lại, hai người Diệp Quân và thời không đó lập tức biến mất. Tộc Thái A. Trong điện, ông lão áo sợi gai trầm giọng nói với Thái A Thiên ở trước mặt, huyền tộc ra tay rồi. Thái A Thiên không nói gì, chỉ chậm rãi bước đến trước cửa đại điện. Ông lão áo sợi gai do dự một lát, sau đó nói, chúng ta có cần ra tay không? Thái A Thiên bình tĩnh nói, lý do. Ông lão áo sợi gai im lặng. Lý do. Huyền tộc có thể ra tay với Diệp Quân nhưng Thái A Thiên không thể tùy tiện ra tay với huyền tộc. Dù sao mọi người cũng đều thuộc nền văn minh Tu La. Vô duyên vô cớ đánh huyền tộc, lúc này mình không chiếm được lý, cũng sẽ khiến người dân nền văn minh Tu La tức giận. Phải biết mặc dù nền văn minh Tu La có đấu đá nội bộ nhưng lúc đấu tranh với người ngoài thì vẫn phải đồng lòng với nhau. Đoàn kết. Đây cũng là lý do tại sao nền văn minh Tu La có thể mạnh đến thế. Thái A Thiên bỗng nói, có thông báo cho học sĩ tối thượng không? Ông lão áo sợi gai trầm giọng nói, học sĩ tối thượng đang ở cấm địa, chúng ta không thể vào đó, hơn nữa huyền tộc có cường giả trấn giữ, dĩ nhiên là họ sợ có người đi thông báo cho học sĩ tối thượng. Thái A Thiên nói, nghĩ cách thông báo cho học sĩ tối thượng, huyền tộc gài bẫy hãm hại Thái An Thiên ta, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể để chúng dễ chịu. Ông lão áo sợi gai nói, nếu thiếu niên đó đã bị giết. Thái A Thiên nhắm mắt lại, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ông lão áo sợi gai gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong hư không bí ẩn nơi nào đó, sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, hắn và Nhất Niệm bị ai đó sử dụng thần thông vô thượng ép buộc dẫn đến đây. Nhất Niệm nhìn sương mù ở đằng xa, sau đó tiếp tục liếm kẹo hồ lô. Lúc này một người đàn ông chậm rãi bước ra từ trong sương mù. Người đàn ông mặc một bộ đồ trắng, khí chất bất phàm, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, ta tự giới thiệu, Huyền Minh. Huyền tộc. Diệp Quân bình tĩnh nói, có việc gì? Huyền Minh cười nói, rơi vào nguy hiểm nhưng sắc mặt không đổi, thú vị đấy. Dứt lời, gã chậm rãi bước đến chỗ Diệp Quân, theo ta được biết, trên người ngươi có bảo vật của nền văn minh vũ trụ cấp 4 đúng không? Diệp Quân cười nói, thì ra là đến vì thứ này. Huyền Minh nhìn Diệp Quân cười nói, chết có rất nhiều kiểu, nếu ngươi chủ động giao đồ ra, ta có thể để ngươi chọn cho mình một cách chết, ngươi thấy sao? Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, ngươi đang kéo dài thời gian. Huyền Minh híp mắt, Diệp Quân lại nói, ngươi đang đợi người à? Huyền Minh cười nói, sao mà biết được? Diệp Quân nhìn Huyền Minh, kết giới thời không ở đây đang không ngừng tăng cường. Nói cách khác ngươi không chắc có thể giết được ta nên mới kéo dài thời gian chờ viện binh. Ha ha! Huyền Minh bật cười, phải nói rằng ta đánh giá ngươi hơi thấp đấy. Đúng là gã đang trì hoãn thời gian, sở dĩ làm như Diệp Quân nói, không phải vì gã không chắc có thể giết được Diệp Quân, mà là bởi vì Diệp Quân nắm giữ một bảo vật đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 4. Từ lúc đầu gã không hề xem thường Diệp Quân. Gã biết rất rõ khinh địch là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Thế nên gã đang đợi một vị lão tổ huyền tộc đến.
Diệp Quân bỗng nói, có biết tại sao ta để ngươi kéo dài thời gian không? Huyền Minh cười nói, tại sao? Diệp Quân phất vạt áo trước, sau đó bình tĩnh nói, vì ta cũng đang kéo dài thời gian. Huyền Minh sửng sốt, ngay sau đó đồng tử gã co rụt lại, lúc này lông tơ cả người dựng đứng hết lên, vì một thanh kiếm bỗng xuất hiện trước mặt gã mà không hề có tiếng động. Diên Trì Nhất Kiếm, hơn nữa còn là kiếm Thanh Huyên. Phản ứng của Huyền Minh cũng nhanh, ngay khi thanh kiếm xuất hiện, gã vội vận khí, một màn bảo vệ che phủ lấy gã, thế nhưng thanh kiếm lập tức đâm phá màn bảo vệ đó. Vèo, kiếm Thanh Huyên đâm xuyên qua giữa trán, ghim chặt gã tại đó. Hai mắt Huyền Minh trợn to, ngây ngốc. Đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bỗng dâng lên từ hư không, một giọng nói vang lên, nếu ngươi giết gã, ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.